Khi mà bị đau đầu hoặc là mất ngủ hoặc là bị đau vai gáy, tê bì chân tay hay là hoa mắt chóng mặt tiền đình hoặc là bị huyết áp cao á, thì đó là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu gây nên tai biến đột quỵ. Và trước khi mà bị Covid á, là mọi người thấy là cái hiện tượng tai biến đột quỵ rất là nhiều rồi. Nhưng sau Covid á, là bị nhiều hơn. Và mọi người hình dung á, là cái tai biến đột quỵ á, đôi lúc nó còn đáng sợ hơn cả ung thư. Cái tai biến đột quỵ á, đôi lúc nó còn kinh khủng khiếp hơn cả ung thư. Bởi vì sao? Ung thư á, là nó đau đớn và nó chết từ từ. Nhưng mà cái tai biến đột quỵ á, là nó chết rất là bất thình lình. Bởi vì ung thư á, có những người đau đớn và cầm cự được một vài tháng, cầm cự được một vài năm rồi sau đó chết. Nhưng mà cái tai biến đột quỵ lần chết, chết rất là bất thình lình. Tức là có những người hôm nay đang ăn uống bình thường, làm việc bình thường, vui vẻ bình thường, ấy nói chuyện cười đùa bình thường, tự nhiên cái qua một đêm là đột quỵ đột tử chết luôn. Và người nhà hàng xóm hay là người thân hay là bạn bè cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì hôm qua vừa mới nhìn thấy đấy mà hôm nay đã đi rồi, hôm nay đã chết rồi. Và đó là cái lý do ấy, mà chúng ta bị những cái tình trạng như là đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê bì chân tay hay là bị hoa mắt chóng mặt tiền đình ấy, thì chúng ta vào đây chúng ta nghe kỹ cái livestream này. Và trong suốt cái livestream này Huy sẽ hướng dẫn cho mọi người, chia sẻ cho mọi người cái giải pháp để giúp chúng ta hết cái tình trạng đó là đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê bì chân tay hay là hoa mắt chóng mặt tiền đình, hay là giúp chúng ta điều hòa lại huyết áp và giúp chúng ta phòng ngừa cái tai biến đột quỵ luôn. Ok mọi người nha. Thì đầu tiên là chúng ta nhớ bấm theo dõi, bấm follow cái trang fanpage của Huy, cái trang này của Huy á, để sau này khi mà Huy đăng lên những cái video hình ảnh, bài viết hay là livestream thì chúng ta sẽ là người đầu tiên nhận được những cái video, những livestream và những bài viết của Huy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta cùng chia sẻ cái livestream này, chúng ta bấm chia sẻ cái livestream này để chúng ta lan tỏa những điều tốt đẹp đối với mọi người. Bởi vì bên ngoài kia là có rất là nhiều người cần đến cái giải pháp này. Bởi vì ngoài kia cũng có rất là nhiều người bị đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê bì chân tay, hay là bị hoa mắt chóng mặt tiền đình, hay là bị đau nhức xương khớp ấy. Và bản thân của chúng ta cũng chia sẻ cái trang này để về chúng ta có thể xem đi, xem lại, xem đi, xem lại nhiều livestream của Huy bây giờ, trước đây và sau này. Ok mọi người nhé. Và thường á, là đó là cái giải pháp mà Huy giúp cho mọi người hết cái tình trạng đó là đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê bì chân tay hay là hoa mắt chóng mặt tiền đình á. Đấy là hai lọ này đây mọi người. Và trong suốt 8 năm vừa qua, khi mà Huy gửi hai lọ này về cho mọi người dùng á, thì đó là mọi người nhận được một cái kết quả, đó là khi mà đi ngủ á, thì vào giấc ngủ nó nhanh hơn. Thứ hai á, là giấc ngủ nó sâu hơn. Và thứ ba á, là sáng dậy người của mình nó rất là khỏe, nó rất là thoải mái và rất là sảng khoái trong người. Không có cái hiện tượng là mệt mỏi hay là hoa mắt chóng mặt, ù tai tiền đình nữa. Đấy. Và cái tình trạng mà đau đầu á, nó cũng hết dần, đau vai gáy cũng hết dần, tay chân cũng hết dần. Bởi vì thường mọi người để ý là những cái người mà bị mất ngủ á, là ví dụ như người nhà của chúng ta đúng không, là đã đi ngủ ngon hết rồi, ngủ sâu hết rồi, mà chúng ta thao thức được cái nằm trằn trọc qua, nằm trằn trọc về, tức là lăn qua lăn về, trợ mình qua về và nghiêng hết chỗ này nghiêng hết chỗ kia, nhưng mà lại không ngủ được. Và những người nào mà ở gần chỗ mà có dế thì có chỗ là dế kêu này, hay là thằng lằn kêu, thạch sùng kêu này đúng không, rồi là có tiếng chó sủa này, hay là tiếng xe cộ ấy, rồi tiếng đồng hồ kêu lách cách, là cảm giác cái đêm nó rất là dài và sáng dậy người mình rất là mệt mỏi, uể oải, lờ đờ. Có những người á, là dậy không nổi luôn, nhưng có những người á, là nằm không muốn dậy bởi vì dậy không nổi, nhưng cũng cố phải ngồi dậy để phải đi làm bởi vì lo cơm áo gạo tiền của cuộc sống này nữa. Và đó là lý do á, mà trong những năm tháng vừa qua á, ban đầu thì Huy không có live stream nhiều, nhưng mà nhiều người góp ý đó là Huy phải live stream đi, Huy live stream lên để giúp cho nhiều người biết đến. Cho nên là suốt cái thời gian vừa qua là Huy dành ra mỗi ngày khoảng tầm 20 cho đến 60 phút mỗi ngày để live stream đều hàng ngày để giúp cho mọi người biết đến cái phương pháp này nhiều hơn. Và sau đó là mọi người hay gọi lại báo tin mừng, gọi lại cảm ơn á. Và trong suốt 8 năm vừa qua thì Huy hay phỏng vấn, cho nên đó là lý do á, mọi người thấy là trong thường thường mọi người lướt Facebook á, hay là lướt các trang khác á, thì chúng ta sẽ thấy là Huy phỏng vấn rất là nhiều khách ở nhiều cái tỉnh thành khác nhau, và người Việt Nam của mình ở nước ngoài á, là đã khỏi tình trạng đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê bì chân tay. Ok mọi người nhé. Thì là cái lọ màu xanh này thì nó có 60 viên chúng ta uống được 1 tháng. Lọ màu trắng này là 120 viên chúng ta uống được 2 tháng. Thì là bình thường nếu như mà điều kiện chúng ta ít á, thì chúng ta lấy một lọ xanh một lọ trắng là chúng ta uống đó là tốt rồi. Còn nếu như mà chúng ta có điều kiện nhiều hơn á, chúng ta nên lấy hai lọ xanh một lọ trắng để chúng ta uống cho nó được 2 tháng luôn. Và nếu như mà chúng ta người nhà mà có hai vợ chồng bị này, hoặc là mẹ con bị này, hay là bố con bị, hay là hai chị em trong nhà bị, hay là hai anh em ấy, thì là chúng ta lấy ví dụ như 4 lọ xanh 2 lọ trắng, hoặc là
Nếu như mà 3 người bị thì là lấy 6 lọ xanh 3 lọ trắng. Còn nếu như mà 4 người bị thì lấy 8 lọ xanh 4 lọ trắng. Còn nếu như 5 người bị thì lấy 10 lọ xanh 5 lọ trắng. Hoặc là chúng ta dùng ấy, khi mà chúng ta dùng rồi mà chúng ta cảm thấy nó ngủ ngon sâu giấc rồi, đầu vai gáy chúng ta không còn thấy đau, tay chân không còn thấy tê, vai gáy quay qua quay về thoải mái và không còn đau nữa, và chúng ta cũng hết cái tình trạng hoa mắt chóng mặt tình đình rồi. Và nếu như mà chúng ta không có điều kiện thì thôi, chúng ta có thể tạm ngưng. Và lâu lâu vài tháng hoặc vài năm á, chúng ta nên uống lại. Chúng ta có điều kiện ít thì vài tháng hoặc vài năm chúng ta nên uống. Bởi vì sao? Chúng ta bảo trì bảo dưỡng cơ thể, giống như chúng ta đi xe. Mọi người hình dung chúng ta đi xe đúng không? Thì cái chiếc xe thường thường lâu lâu chúng ta cũng thay nhớt này, chúng ta cũng bảo hành bảo dưỡng đúng không? Thì người chúng ta nó còn quan trọng hơn chiếc xe rất rất là nhiều lần. Cho nên đó là lý do chúng ta nên bảo hành bảo dưỡng cơ thể của mình thường xuyên. Giống như cái nhà chúng ta hôm nay chúng ta quét rồi, chúng ta lau rồi, nó sạch rồi, thì ngày mai nó lại dơ lại. Và ngày hôm sau á, là chúng ta là quét, chúng ta là lau rất là kỹ, ngày hôm kia nó lại dơ lại. Và tiếp diện ngày này qua ngày nào như vậy, chúng ta quét và lau rất là sạch, nhưng mà ngày tiếp kế tiếp nó lại dơ. Và thậm chí nha, chúng ta đi lau nhà rất sạch, quét nhà rất sạch, lau rất là kỹ luôn. Sau đó là chúng ta đóng cửa kín mít, chúng ta đi đâu đó một tuần. Khi mà chúng ta đi đâu đó một tuần rồi về, chúng ta thấy là nhà tự nhiên là không có ai ở nhưng nó vẫn dơ. Đó là cái không khí ngày chúng ta, là chúng ta hít phải những cái không khí bị ô nhiễm. Nếu như nhà chúng ta có cửa sổ hay là cửa chính mà chúng ta mở hé mà có tia nắng chiếu vào á, là chúng ta sẽ thấy là bụi bẩn á, nó bay khắp tung tóe khắp nhà luôn. Và ngoài đường á, nó còn bụi bẩn nhiều hơn. Và hàng ngày chúng ta phải hít như thế. Thành ra là hàng ngày á, là cơ thể của chúng ta, nhà chúng ta vẫn được làm sạch, xe chúng ta được bảo dưỡng, thì cơ thể của chúng ta cũng được nên được làm sạch và bảo dưỡng thường xuyên. Cho nên đó là lý do ai mà uống khỏi rồi mà không có điều kiện thì chúng ta tạm ngưng. Chúng ta không uống nữa không bị làm sao hết. Nhưng chúng ta đã có điều kiện là vài tháng hoặc vài năm chúng ta nên uống tiếp. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu như ai có điều kiện là chúng ta uống hàng ngày như Huy luôn thì càng tốt. Mọi người mà chúng ta theo dõi livestream của Huy thường xuyên ấy, thì chúng ta thấy là hàng ngày Huy đều livestream và hàng ngày Huy đều uống luôn. Bởi vì sao? Tại sao Huy lại uống? Bởi vì nó giống như cái việc như thế này. Đó là hồi nãy Huy nói là cái câu chuyện mà bảo hành bảo dưỡng cơ thể thường xuyên đúng không? Thì ngoài ra là mình ví dụ như mình ăn đúng không? Thức ăn của mình hàng ngày ấy, ví dụ như là rau củ quả đúng không? Thì nó là bơm hóa chất, bơm thuốc trừ sâu. Thì khi mà chúng ta ăn vào người ấy, thì nó có những cái chất độc hại. Thì chúng ta được làm sạch thường xuyên như vậy thì cơ thể của chúng ta thứ nhất là khỏe mạnh. Thứ hai, ví dụ như cá hay là các loại động vật ấy, thì bây giờ cá thì nó là ô nhiễm nguồn nước đúng không? Còn động vật ấy, thì mọi người hay bị là bơm là gọi là thuốc tăng trọng lượng á mọi người. Thì lúc đấy là chúng ta rất là nhiều cái hóa chất vào như thế. Thành ra nó rất là hại. Thậm chí nha, gạo mà bây giờ người ta còn làm giả được, trứng gà, trứng vịt người ta còn làm giả được. Cho nên đó là lý do mà chúng ta hàng ngày chúng ta tiếp xúc rất là nhiều cái bị ô nhiễm cái hóa chất rồi là những cái chất độc hại. Thành ra là chúng ta cần phải làm sạch cơ thể thường xuyên. Và đó là lý do mà Huy cũng uống hàng ngày. Đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai đó là mọi người hình dung nhé. Đó là mọi người thường thường là có nhiều người là chờ bị bệnh rồi mà chúng ta mới bắt đầu dùng. Hay là có nhiều người chờ bị bệnh rất là nặng rồi chúng ta mới bắt đầu dùng. Nhưng chúng ta nhớ một nguyên tắc như thế này này. Thay vì chúng ta chờ nước chân á, thì mới nhảy á, thì chúng ta nhảy trước đi. Bởi vì bây giờ nước mà nó lên cao là chúng ta nhảy không kịp đâu. Giống như mọi người thấy là vừa rồi là miền Bắc hay là miền Trung ấy, là lũ lụt đúng không? Chúng ta thấy có những nhà là ví dụ như 3-4 tầng thì còn được. Nhưng mà có những nhà chỉ 1 tầng thôi. Thì chúng ta leo lên nóc nhà. Và sau đấy nước nó lên nóc nhà thì chúng ta không biết leo đi đâu nữa. Thế nên đó là có nhiều người bị chết đuối là như thế. Thì trước khi mà chúng ta nghe cái thông tin bão lũ á, là chúng ta phải leo lên nhờ những cái nhà mà cao tầng, hoặc là những cái ký túc xá, những cái trường học mà cao tầng á, chúng ta nhờ lên đó chúng ta ở trước rồi. Và lũ nó có lên á, chúng ta lên tầng 2, tầng 3, tầng 4 nó không sao. Thì cái việc mà chúng ta thay vì chờ nước tới chân nó nhảy á, thì giống như chờ có bệnh rồi mới dùng. Thì Huy dùng trước luôn để sau này mình hạn chế bị bệnh. Và nếu mà có bệnh á, thì nó cũng nhẹ thôi và nó qua vượt qua được nhanh. Và đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là có những người á, là chờ là nó cháy nhà rồi, chúng ta mới đi là chuẩn bị những cái trang bị phòng cháy. Thì chúng ta nhớ là phải phòng cháy trước khi chữa cháy, thì lúc đấy nó mới kịp. Hoặc là có những người ấy gọi là mất bò mới lo đi làm chuồng. Thì chúng ta hình dung nha, thay vì chúng ta chờ mất bò rồi mới lo đi làm chuồng, thì chúng ta phải làm chuồng trước khi bò mới mất. Ok chưa? Chúng ta đang xem cái livestream này, chúng ta nhớ là bình luận chào Huy một tiếng, thì Huy sẽ trả lời trực tiếp của mọi người trên livestream luôn. Còn nếu như sau này mọi người xem lại livestream này mọi người chào á, thì Huy sẽ trả lời mọi người qua bình luận và qua tin nhắn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta có những câu hỏi liên quan thắc mắc đến là cái tình trạng đó là đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê vì chân tay, hay là hoa mắt chóng mặt tình đình, hay là bị đau nhân sức hấp á. Chúng ta có câu hỏi gì chúng ta có thể đặt câu hỏi, ví dụ như là cái đấy dùng chỉ bị huyết áp cao có dùng được hay không, hay là chỉ bị dạ dày có dùng được hay không, hay là uống thì là bao lâu thì có hiệu quả, rồi uống khỏi rồi thì có nên dùng được hay không.
Chúng ta có câu hỏi thắc mắc gì chúng ta cứ bình luận xuống hỏi Huy thoải mái nha. Khi mà mọi người hỏi trên trực tiếp bên này á, thì Huy sẽ trả lời trực tiếp mọi người trên này luôn. Còn nếu như mà chúng ta xem lại, chúng ta bình luận sau á, thì đó Huy sẽ trả lời qua bình luận và qua tin nhắn nha. Rồi, và ngoài cái bộ này ra á, cái bộ này ra nha, thì là chúng ta có thể là dùng hai cái này nó là tốt rồi. Nhưng những ai mà bị mà nhẹ mà chúng ta có điều kiện á, thì chúng ta mà dùng được cả cái hộp này luôn thì càng tốt mọi người nhé. Là chúng ta dùng cái bộ ba này luôn. Còn nếu như mà ai mà bị giống kiểu mà thoái hóa đốt sống cổ này, thoái hóa đốt sống lưng, thoát vị địa điểm đốt sống cổ lưng, đau cổ vai gáy, đau lưng, đau đầu gối, đi lại khó khăn, tê bì chân tay, thì bình thường á, là chúng ta dùng cái bộ đấy nó rất là tốt rồi. Nhưng những ai những có những cái vấn đề liên quan đến xương khớp ấy, thì chúng ta nên dùng kết hợp cả cái đấy và cả cái này luôn. Tức là chúng ta bị những vấn đề liên quan đến mà xương khớp ấy, thì chúng ta dùng một trong hai cái này là tốt rồi. Nhưng ai có điều kiện thì chúng ta nên dùng cả hai cái này luôn thì càng tốt. Và đặc biệt là những cái ai mà bị nặng, bị lâu năm á, thì chúng ta nên dùng cả hai cái này. Thì những cái tình trạng ví dụ như thoái hóa, thoát vị địa điểm, đốt xương cổ, đốt xương lưng, đau cổ vai gáy, tê bì chân tay ấy, thì là đi hay là đau đầu gối đi lại khó khăn á, chúng ta uống hai cái này rất tốt. Và bên trong chúng ta uống hai cái này và bên ngoài chúng ta, nếu như mà chúng ta có điều kiện hơn nữa ấy, thì bên trong chúng ta uống hai cái này và bên ngoài chúng ta kết hợp với bôi cái này nữa, thì cái hiệu quả nó tuyệt vời luôn mọi người nhé. À, bên ngoài chúng ta bôi cái này, thì cái tip này là cái hộp này là bên trong nó có cái tip bôi như thế này đây mọi người. Đây, thì là chúng ta bên trong là chúng ta uống đúng không, là bên trong đánh ra bên ngoài, chúng ta bôi là bên ngoài, gọi là bên trong đánh ra bên ngoài đánh vào, thì cái hiệu quả nó tăng lên nhiều lần luôn và chúng ta thấy kết quả nó nhanh hơn và nó bền vững, nó khỏe được lâu dài hơn mọi người ha. À, còn nếu như mà chúng ta dùng cái bộ này này, chúng ta dùng cái bộ này, hai cái này kết hợp thêm hai cái này đấy, hoặc là chúng ta bị như thế mà chúng ta có điều kiện á, thường khách hàng của Huy có điều kiện thì mọi người hay dùng thêm cái sâm này nữa, tôi cho mọi người dùng thêm cái sâm này nữa, thì cái hiệu quả nó tăng lên nhiều lần luôn, tức là nó nhanh hơn, nó tăng nhanh hơn và hiệu quả chúng ta thấy rõ rệt nhanh hơn, và khi mà chúng ta khỏi á, là khỏi được lâu dài hơn. Và cái sâm này nhá, khi mà chúng ta uống cùng với cái này, cùng với cái này thì là cái hiệu quả nó tăng lên rất rất là nhanh và nhiều lần. Và ngoài ra sâm này á, là nó giúp chúng ta cải thiện chất lượng giấc ngủ, giúp chúng ta ngủ ngon, ngủ sâu hơn, vào giấc ngủ nó nhanh hơn và giúp chúng ta hỗ trợ kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt là trong những sâm này á, thì nó có cái hàm lượng saponin rất là cao và nó giúp chúng ta tăng cái chỉ số chống oxy hóa, tăng cái sức đề kháng lên và giúp chúng ta đẩy lùi, hạn chế những cái bệnh tật ví dụ như là hắt hơi, sổ mũi, viêm họng, sốt hay là bị ho. Và đặc biệt là những ai mà bị sau bệnh ấy, những cái bệnh mà chúng ta thường hay bị mà chúng ta bị sau bệnh ấy, là chúng ta uống sâm này giúp chúng ta bồi bổ cơ thể, bồi bổ khí huyết á, là chúng ta phục hồi sau bệnh rất là tốt luôn. Và trong cái sâm này nhé, sâm này là được khai thác từ sâm Hàn Quốc và từ 6 năm tuổi trở lên thì nó có cái hàm lượng saponin rất là cao. Và khi hàm lượng saponin cao như thế á, là nó có tác dụng là làm chậm tốc độ di căn của tế bào ung thư. Cho nên chúng ta mà có người nhà mà đang điều trị ung thư á, là chúng ta cho uống cái sâm này để hỗ trợ điều trị ung thư rất là tốt. Mọi người lưu ý nha, nó không phải là trực tiếp điều trị ung thư mà nó giúp chúng ta hỗ trợ trong quá trình điều trị ung thư được tốt hơn. Hoặc là nếu như mà mình mà bản thân mà chưa bị ung thư á, là chúng ta nên uống sâm này để giúp chúng ta hỗ trợ phòng ngừa cái ung thư luôn. Và ngoài ra sâm này chúng ta uống á, là nó bồi bổ sức khỏe, bồi bổ cơ thể. Và bên trong của chúng ta khỏe mạnh á, thì bên ngoài da dẻ chúng ta nó sẽ hồng hào, nó sẽ đẹp lên trông thấy. Bởi vì á, là chúng ta hình dung á, là nếu như có những người á, là chúng ta làm đẹp này, chúng ta dùng mỹ phẩm kem ngày, kem đêm, tẩy tế bào chết, rồi là những cái kem dưỡng da serum đúng không, hay là kem chống nắng, và chúng ta cứ bôi chết chết á. Nhưng mà đa số mà khi mà sau một thời gian, hoặc là sau khi mà rửa cái lớp đấy hay là tẩy trang đi rồi á, là nhìn da nó bị sạm này, bị nám này, bị tăng nhăn, bị xấu xí á, thì đó là lý do á, là 80% để đẹp là 80% nó quyết định từ bên trong và 20% nó quyết định từ bên ngoài. Cho nên thường mọi người uống sản phẩm của Huy một thời gian á, là nhiều khách hàng hỏi là ôi sao dạo này chị uống sản phẩm của Huy thì da dẻ của chị nó hồng hào, nó sáng và nó hồng, nó đẹp hơn nhiều, nhìn trẻ ra trong đấy. Bởi vì bên trong của mình khỏe thì bên ngoài nó sẽ đẹp hơn. Và chúng ta nhìn da của Huy là chúng ta thấy Huy hiện tại đã đang live stream bằng iPhone nha, máy iPhone mà live stream bằng camera thường, mà chúng ta thấy da nó rất là sáng, nó rất là đẹp. Cái này Huy không phải là tự khen mình đẹp, mà mình thấy hay là nhiều khách hàng thấy là sao Huy da bữa này sáng và đẹp và hồng hào đấy, nhìn trẻ hơn hồi xưa nhiều luôn. Mà cái đấy là sự thật, chúng ta xem nhiều video hình ảnh của Huy hồi xưa là vừa gầy này, vừa ốm này, vừa xấu này, vừa mụn này, vừa là da sạm này, vừa đen này. Nhưng bây giờ da càng ngày càng đẹp lên, bởi vì sao, là hồi xưa mình không có chịu uống đều, nhưng sau đó mình uống đều thì bây giờ bên trong người của mình khỏe thì biểu hiện ra bên ngoài nó là đẹp. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta muốn mà làm việc mà nó năng lượng tràn trề từ sáng đến đêm ấy, thì chúng ta thấy là
À, có nhiều anh chị hỏi là tại sao ông Huy này ông rất là năng lượng, mình gọi lúc sáng cũng vậy mà lúc trưa cũng vậy mà lúc tối cũng vậy, tại sao người lúc nào cũng vui vẻ năng lượng và nhìn tràn đầy năng lượng và sức sống? Đó là bên trong của chúng ta khỏe. Đầu tiên là thứ nhất là suy nghĩ nó và tích cực, thứ hai đó là thể dục thể thao rất là đều, thứ ba là ăn uống lành mạnh, và thứ tư đó là dùng những cái sản phẩm sức khỏe như thế này thì là người của mình nó vừa khỏe vừa đẹp, gọi là trẻ khỏe đẹp. Như vậy đó là Huy, đó là lý do mà Huy đặt tên cái thương hiệu của mình, đó là sống trẻ khỏe đẹp cùng Nguyễn Huy. Ok mọi người nhé, ngày hôm nay thì Huy sẽ giới thiệu cho mọi người, bởi vì là bình thường mọi người bảo là cái trợ lý đấy có phải là bên Huy không, chị Nhi có phải là người của bên Huy hay không, hay là anh Lưu Quang Phú có phải là người của bên Huy hay không, hay là bạn Như Ngọc có phải là người của bên Huy hay không, hay là chị Diệu, chị Diệu ấy là có phải là người của bên Huy hay không, hay là bạn Linh có phải người của bên Huy hay không, hay là ví dụ như mọi người có hỏi là anh Sơn có phải là người của bên Huy hay không, hay là hỏi bạn Lan Anh có phải là người bên Huy không, hay là Hoàng có phải là người bên Huy không. Tức là chúng ta sẽ có những cái câu hỏi thắc mắc là hay là bạn Kha có phải là người bên Huy hay không. Chúng ta luôn luôn có những câu hỏi, đó là sợ không phải là người của bên Huy và sợ người ta giả mạo lấy danh tiếng của Huy để mà bán sản phẩm cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay ấy, là hiện tại là Huy đang ở nhà chứ không phải đang ở công ty. Huy đang live stream này là ở nhà. Thật ra là có chị Nhi và anh Lưu Quang Phú là đến nhà Huy chơi. Thành ra là hôm nay là Huy sẽ đưa hai cái nhân vật này lên để cho mọi người biết ở đây. Đây là chị Nhi mọi người, chị này là Facebook tên là Nguyễn Thị Nhi, Zalo là Nguyễn Thị Nhi. Đó là chị Nhi là chị gái của Huy, chị gái ruột luôn mọi người nha, cũng là trợ lý của Huy trong là hơn 7 năm rồi, gần 8 năm rồi. Còn anh Lưu Quang Phú này là cũng là hơn 2 năm rồi mọi người nhé. Hiện tại cho đến thời điểm cái hiện tại cái live stream này là anh Phú làm việc với Huy cũng được là hơn 2 năm rồi. Và anh chị Nhi nói trước đi, chị Nhi có thể giới thiệu cho mọi người khoảng tầm 30 giây về bản thân đi. Ok mọi người nha, em là Nhi trợ lý chính của bên Huy ấy. Thì nếu như mà thông thường mà mọi người được Nhi trực tiếp hỗ trợ giống như thế này, Nhi thấy là có chị Dung Lê có xem live nè, rồi có chị Quyên cũng đang xem live nè, có chị Mùi Hoàng cũng đang xem live nè, nhất là chị Mùi Hoàng nha, chị ở người Quảng Trị. Nếu như mà anh chị nào ở Quảng Trị muốn những cái thông tin khách hàng thân thiết, bên hệ thống Huy và Nhi đều có. Thì đặc biệt như là chị Mùi, chị Dung và tất cả các khách hàng của bên hệ thống Nhi và Huy á, đều cũng có cái kết quả rất là tốt. Đấy, và Nhi hỗ trợ cùng với sếp Huy cũng được 8 năm rồi. Và quan trọng nhất là mọi người biết vì sao nó được lâu với lại bền không? Cái chính là cái kết quả đó mọi người ạ. Sản phẩm tốt, sản phẩm chất lượng thì được mọi người yêu thương nhiều hơn. Cho nên là em Nhi và em Huy mới có duyên, bạn duyên ở lại với ngành chăm sóc sức khỏe được lâu đó mọi người. Nên okay. Anh chị nào mà đang bị đau đầu, mất ngủ, đau mỏi vai gáy, tê bì tay chân, giải quyết nhanh, giải quyết sớm để tránh bị nặng hơn, cũng như có thể phòng được cái tình trạng đó là nhồi máu cơ tim và đột quỵ, thì mọi người có thể nhắn bên hệ thống Huy sớm để được Nhi và các bạn trợ lý khác cùng với sếp Huy hỗ trợ mọi người nhé. Ok. Và trong 8 năm vừa qua thì là khắp các khách hàng là khắp tất cả thành phố ở Việt Nam của mình, và người Việt Nam ở nước ngoài là dùng rất là nhiều rồi. Cho nên có nhiều anh chị là thỉnh thoảng hỏi là chị ở ví dụ như Phú Yên có gửi được hàng hay không, chị ở Gia Lai có gửi được hàng hay không, chị ở ngoài Hải Phòng có gửi được hàng hay không, Hải Dương có gửi hàng được không, hay là Bình Phước có gửi hàng được hay không. Chúng ta nhớ nhá, ở đâu cũng gửi được hàng hết, nước ngoài mà còn gửi sang được thì ở Việt Nam ở đâu cũng gửi được hết, miễn sao chúng ta có địa chỉ đầy đủ là gửi được hàng rồi. Ok mọi người nhé. Và thường ở Việt Nam ấy, là nếu như mà nội thành thì chúng ta gửi là khoảng tầm là nhanh ấy, nội thành hay là nội miền ấy, là nhanh là 1 đến 2 hôm là nhận được. Còn nếu chậm nha, khoảng tầm là 2 đến 5 hôm là sẽ nhận được. Ở xa nha, những anh chị ở xa thì là khoảng tầm 2 đến 5 hôm là nhận được. Còn nếu ở nước ngoài ấy, thì là nhanh, thường thường Huy gửi cho khách ở nước ngoài ấy, ở chỗ nào mà nhanh ấy, thì 3 đến 5 ngày là nhận được. Còn mà chậm thì khoảng tầm 5 đến 10 ngày. Ok, mời anh Phú giới thiệu một tí nha, cho mọi người cùng biết không nha. Chào mọi người nha, chào mọi người đã xem live của Nguyễn Huy nha. Mình là Phú, hiện đã đồng hành với Huy được hơn 2 năm nay rồi. Có thể mình sẽ ít xuất hiện trên những cái video của Huy, nhưng mà mình là người âm thầm phía sau hỗ trợ cho Huy. Thì mọi người cần hỗ trợ gì thì cứ gọi cho mình, hoặc là khi mà mình gọi cho mọi người biết, nghe xong của mình là biết nha. Cảm ơn mọi người. Đấy, anh Phú là năm nay cũng gần 40 tuổi rồi mọi người. Chị Nhi cũng gần 40 tuổi rồi đấy. Đấy, mà mọi người thấy là gần 40 tuổi rồi nhưng nhìn cũng trẻ đúng không? Đấy, thì nói chung là làm về sức khỏe thì thường là sẽ trẻ và khỏe hơn so với bình thường. Đó. Và chúng ta nhớ là cảm ơn chị Hoa Đồng Tiền nhiều một hộp cảm ơn. Tí nữa Huy sẽ báo giá trực tiếp trên livestream này luôn cho mọi người nhé.
chị xem live tí nào Huy nói chuyện một tí nữa Huy sẽ báo giá từng sản phẩm trên live này cho mọi người luôn. Thì bây giờ nhé, là chúng ta nhớ là khi mà chúng ta bị những cái tình trạng liên quan đến là đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê vì chân tay, hay là hoa mắt trong mặt tiền đình, hay là bị đau nhức xương khớp ấy, thì chúng ta sẽ để lại tên và số điện thoại, chúng ta để lại số điện thoại. Lúc đó Huy và cùng các bạn trợ lý của Huy sẽ gọi lại tư vấn cho mọi người. Còn nếu như mà chúng ta đã xem Huy rất là nhiều rồi, chúng ta xem Huy rất là nhiều live stream hay là nhiều video phỏng vấn của Huy rồi, và chúng ta biết là trong 8 năm vừa qua Huy đã giúp cho nhiều người khỏi cái tình trạng đó là đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê vì chân tay, hay là vì đau nhức xương khớp, thì chúng ta cứ tự tin chúng ta nhắn số điện thoại địa chỉ, Huy sẽ gửi hàng cho mọi người luôn. Còn nếu không á, chúng ta muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta chỉ cần nhắn số điện thoại, lúc đó Huy với trợ lý của Huy sẽ gọi lại tư vấn cho mọi người rõ hơn nha. Tí nào Huy sẽ uống sản phẩm và mời chị Nhi cùng uống, mời anh Vũ cùng uống luôn để cho mọi người cùng xem nha. Tại sao là nếu như không bị gì cũng nên uống, đó là chúng ta nhớ là chúng ta phòng cháy trước khi chữa cháy. Trước khi nước tới chân á, chúng ta là nhảy trước rồi. Trước khi mất bò á, chúng ta là làm chuồng đấy. Gọi là thay vì mất bò mới lo làm chuồng á, thì chúng ta phải làm chuồng trước khi mất bò. Thì tí nữa Huy sẽ uống sản phẩm như hàng ngày và mời chị Nhi cùng uống, mời anh Phú cùng uống luôn mọi người nha. Okay. Bây giờ nha, và trong lúc mà bây giờ thì sẽ uống luôn, và trong lúc mà vừa uống á, thì Huy sẽ báo giá và tư vấn tiếp cho mọi người nhé. Bình thường mà chúng ta bị đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê bì chân tay á, là chúng ta có thể là uống hai cái này là rất tốt rồi. Và chúng ta có thể uống cái này hoặc là uống cái này. Thường thường á là mấy chị cứ hay hỏi là nói là bộ tròn với bộ vuông. Hồi xưa là Huy hay kêu cái này là lọ xanh lọ trắng. Cái này là tên là Bio Ginkgo 27/7 nha mọi người. Bởi vì nó là tên tiếng Anh, nên là có người nhớ người không. Mà đa số khách hàng của Huy là lớn tuổi nữa, nên là có nhiều người ấy, trẻ tuổi cũng nhiều nhưng mà lớn tuổi thì nhiều hơn. Nhưng mà thật ra là mọi người nói tên tiếng Anh là mọi người không nhớ đâu. Cứ bảo là cháu lấy cho cô cái lọ màu xanh, cháu lấy cho cô hai lọ màu xanh, một lọ màu trắng. Cháu ấy cô uống rất tốt mà cô muốn lấy thêm cho chồng của cô với lại con của cô ấy. Cháu lấy cho cô thêm 4 cái lọ màu xanh với lại hai cái lọ màu trắng. Thế nói cái thì nó rất là nhanh và gửi rất là nhanh. Nhưng mà hôm nay Huy sẽ nói tên cho mọi người nhé. Cái này là tên là Bio Ginkgo 27/7. Còn cái này là Marine Omega 3. Và chúng ta nhớ là không phải là Omega 3 bình thường, nhưng mà bình thường là mọi người uống Omega bình thường ấy, nó đã rất tốt rồi. Nhưng cái này nó là Marine Omega 3. Và nó thường thường là chúng ta uống Omega 3 đúng không? Thì nó được chiết xuất từ các loại dầu cá. Mà ở biển á, thì nó có là 3 tầng nước đúng không? Tầng trên, tầng giữa và tầng dưới. Thì tầng trên ấy là thường là mọi người uống omega 3 thường thường ấy, là nó là chiết xuất từ các loại cá mà sống ở mặt nước ở tầng trên của biển đó, hoặc là tầng dừa. Thì thường thường là những loại cá đấy ấy, là chiết xuất ra là cái omega 3 ấy, nó cũng rất là tốt rồi, nhưng là thường là nó hay bị nhiễm thủy ngân hay là những nhiễm cái khác, thì nó là nói chung là, và cái cơ thể chúng ta uống vào ấy, thì đôi lúc là chúng ta phải uống một thời gian chúng ta phải ngưng để cho nó đào thải ra. Nhưng mà thường là mà cho nên đó là cái lý do mà cái này nó tốt hơn cái omega 3 bình thường rất là nhiều. Bởi vì nó chiết xuất từ cái tinh dầu nhuyễn thể krill ở dưới đáy đại dương. Và cái con krill này á, nó sống ở dưới đáy đại dương ở độ sâu hơn 2.000 mét nước biển, và ở đấy áp suất rất là lớn. Và cái con krill này nó sống được là nó là người ta khai thác được cái con đấy và chiết xuất ra cái marine omega 3 này. Cho nên á, nó rất là tốt. Và khi mà chúng ta uống hai cái này á, là nó giúp chúng ta tốt cho cái tình trạng đó là đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê bì chân tay, hoa mắt trong mặt tiền đình. Và ngoài ra thì cái lọ màu xanh này nó còn giúp chúng ta tốt cho cải thiện chức năng não, cải thiện trí nhớ này. Rồi cái lọ màu trắng là ngoài đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê bì chân tay ra thì nó còn tốt cho cả tim, nó giúp cho tim của chúng ta nó khỏe mạnh hơn, tốt cho mắt, giúp cho mắt chúng ta sáng khỏe hơn, tốt cho não, giúp cho trí nhớ và não của chúng ta, chức năng não chúng ta nó được tốt hơn. Và tốt cho xương khớp, giúp cho nó bổ sung cái xương khớp này, bổ sung chất nhầy xương khớp. Và ngoài ra nó giúp chúng ta làm chậm lão hóa của xương khớp và giúp cho xương khớp chắc khỏe hơn. Và ngoài ra nó còn hỗ trợ giúp chúng ta làm sạch mỡ xấu trong máu này, rồi giúp chúng ta điều hòa huyết áp này. Và chúng ta uống bên trong chúng ta khỏe, bên ngoài da dẻ nó sẽ hồng hào, sẽ đẹp lên. Cho nên đó là lý do nhiều khách của Huy ban đầu mua bảo là cô chỉ có ý định mua để cho nó ngủ ngon và hết đau đầu, đau vai gáy, tê bì chân tay thôi. Nhưng tại sao cô uống sản phẩm của Huy một thời gian á, là cái đốt vết nám ấy, tức là vết nám tàn nhang á, là nhìn nó mờ đi, trông thấy lòng da nó hồng hào, nó đẹp lên. Bởi vì á, mọi người hình dung là bên trong chúng ta đẹp, bên ngoài chúng ta tự động khỏe, như hồi nãy Huy đã nói rồi. Ok mọi người nha. Thì là bình thường nhá, chúng ta mua cái bộ này nhá, là chúng ta mua hai lọ này này, nó có giá là 3.7 triệu, đã bao gồm phí ship ở Việt Nam rồi. Còn ở nước ngoài ấy thì nó là 3.7 triệu cộng thêm phí ship. Và cái lọ màu xanh này chúng ta uống được 1 tháng, lọ trắng này uống được 2 tháng. Lọ xanh có 60 viên uống được 1 tháng nha mọi người. Lọ trắng là có 120 viên uống được 2 tháng. Thành ra là chúng ta nên lấy là hai lọ màu xanh như thế này. Chúng ta lấy hai lọ màu xanh, một lọ màu trắng để chúng ta uống cho nó vừa tròn được 2 tháng luôn.
vừa vừa khỏe vừa bảo hành bảo dưỡng luôn. Thì chúng ta nhớ là hai cái lọ xanh một lọ trắng này ấy, là 5 triệu mốc đã bao gồm phí ship ở Việt Nam, còn ở nước ngoài ấy, chúng ta cộng thêm phí ship. Tại sao Huy là báo giá từng loại sản phẩm trên livestream? Bởi vì nhiều anh chị ấy, là chúng ta có người ấy, là không biết chữ, có nhiều người anh chị lớn tuổi không biết điền chữ đâu, có nhiều anh chị biết chữ nhưng không biết vào cái phần bài viết để đọc bài viết, mà mặc dù ấy, là Huy đã để giá ở trên bài viết, thậm chí là viết giá ở trên bình luận đâu, mà có người là không chịu đọc, hoặc là có người là không biết đọc, hoặc có người là không biết tìm ở đâu để đọc, thành ra là Huy báo giá ở trên này luôn. Và thường thường mọi người mua hàng á thì các bên là hay bị cái tình trạng như thế này, inbox đi là giá là không có báo, nhưng Huy có báo giá rồi mọi người không biết, mọi người bảo là sao bán hàng không có giá. Có nhiều anh chị rất là dễ thương bảo là báo giá không được, không báo không được, cứ vô hỏi rồi bắt đầu nói sao không được, nhưng Huy là báo giá luôn, báo giá công khai ở trên bài viết luôn. Và chúng ta nhớ là báo giá vừa trên bài viết vừa bình luận mà vừa trên live stream như thế này nữa thì là giá cả công khai, báo công khai, thành ra là chúng ta thấy là uy tín chất lượng thì mới làm được cái điều đó. Ok mọi người nhé. Còn nếu như mà anh chị nào mà chúng ta có người nhà người thân ấy mà chúng ta bị nữa thì chúng ta nên là ví dụ như hai người đúng không, thì chúng ta có thể là mua 4 lọ xanh, 2 lọ trắng, 4 lọ xanh, 2 lọ trắng. Còn nếu như mà bị 3 người đúng không thì chúng ta nên mua là 6 lọ xanh, 3 lọ trắng. Còn nếu như bị 4 người thì mua 8 lọ xanh, 4 lọ trắng. Còn bị 5 người ấy, mua cho bố mẹ này, con cái này, hay là bạn bè, là người nhà người thân anh chị em trong nhà ấy, thì chúng ta mua 5 người thì mua 10 lọ xanh này, 5 lọ trắng này. Hoặc là chúng ta dùng có một mình thôi, nhưng mà chúng ta vừa muốn dùng để cho nó khỏi những cái tình trạng đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê bên tay, vừa giúp chúng ta là sau đó là chúng ta uống là chúng ta bảo hành bảo dưỡng về lâu dài. Có nghĩa là ai không có điều kiện thì chúng ta uống 2 xanh 1 trắng quá tốt rồi, nhưng ai có điều kiện chúng ta có thể mua nhiều hơn, bởi vì là chúng ta uống khỏi rồi. Có điều kiện chúng ta ví dụ như vài tháng hoặc vài năm chúng ta nên uống một lần, hoặc là chúng ta uống hàng ngày như Huy luôn thì càng tốt. Và cái lý do thì hồi nãy ngay từ đầu live stream Huy đã nói rồi. Bây giờ nhé, khi mà chúng ta uống nhỉ, chúng ta uống hai cái này nhé, nó đã rất tốt rồi. Và chúng ta có thể là thay hai cái này bằng hai cái này, tức là công dụng thì nó cũng tương tự như nhau thôi. Thì bởi vì thỉnh thoảng là có khi là hàng này bên công ty Huy hết hàng, bởi vì khách mua nhiều quá mà có khi thì cái này hết hàng. Và do lúc là chúng ta nên mua hai cái này, hai bộ đấy, bộ nào cũng được. Mọi người hay đặt tên nó là, hôm nay nghe chị Nhi kể mới biết đó là khách hàng ấy. Chị Nhi gọi xong rồi khách hàng bảo là em ơi là chị muốn lấy cái bộ tròn. Có khách bảo là em ơi chị muốn lấy cái bộ vuông. Đúng rồi sếp. Hồi xưa là cái lọ này là bảo xanh thôi, cái lọ này là trắng. Nhưng mà khách hàng cứ bảo là bộ tròn bộ vuông. Thì khách hàng vậy thì chúng ta nhớ đặt hàng là chúng ta cái này là bộ này là bộ tròn nha mọi người. Thì nó tròn này, cái lọ nó tròn này. Còn này cái này là cái hộp vuông này. Đấy, kia chưa? Như chị hỏi với sếp Huy là bộ tròn bộ vuông cái nào tốt hơn? Cái nào nó cũng tốt hết mọi người nè. Cái nào nó cũng tốt hết. Nhưng mà thường mọi người mà bị những cái tình trạng đó mà chúng ta bị nhẹ mà chúng ta có điều kiện á thì chúng ta uống cả hai cái này kết hợp cái này là càng tốt. Còn nếu như mà chúng ta bị nặng nha, chúng ta bị nặng có điều kiện hay không có điều kiện gì chúng ta cũng nên uống cái này kết hợp cái này luôn. Thì lúc đấy là cái tỷ lệ mà chúng ta dùng á thì nó quá hoàn hảo luôn. Và hai cái lọ này mọi người nhá, hai cái lọ này thì công dụng nó như nhau, tương tự như nhau luôn. Thì thành ra là chúng ta dùng lọ nào cũng được hết nhá. Cái này thì là cái lọ như thế này thôi, nó không có hộp ở bên ngoài nha mọi người. Còn cái này là có hộp ở bên ngoài và bên trong là cái lọ nó như thế này đây. Và nhiều anh chị hỏi Huy là sao cái lọ, cái này là nhập khẩu Mỹ nha mọi người, cái này là nhập khẩu Mỹ. Và có, bởi vì hàng nhập khẩu nha là chúng ta được Bộ Y tế, Bộ Công Thương Việt Nam kiểm nghiệm cấp phép là được dịch sang cả tiếng Việt rồi. Cho nên là có cả tiếng Việt, cả tiếng Anh cho mình đọc luôn. Là thường thường mọi người bảo là ôi sao cái lọ này nó nhỏ thế, cái viên nó nhỏ thế mà nó lại hiệu quả. Chúng ta nhớ nha, nó không quan trọng là to nhỏ nhiều ít, cái quan trọng là chúng ta uống nó hiệu quả là được rồi. Bây giờ cho mọi người, ví dụ như mọi người mua một cái sản phẩm nha, nó rất là rẻ, nó có vài trăm nghìn thôi, nó là một bọc thuốc to đùng luôn, hoặc là thuốc tây to đùng luôn, nhưng chúng ta uống mà nó không có hiệu quả, hoặc là chúng ta uống nó có những tác dụng phụ thì nó rẻ mà nó lại thành đắt. Nhưng là cái lọ nó nhỏ như thế này thôi, nhưng nó là mang lại cho chúng ta kết quả hiệu quả, thì nó có vài triệu hay là vài chục triệu thì nó cũng rẻ, bởi vì quan trọng là nó giải quyết được việc, có nghĩa là quan trọng nó giải quyết được vấn đề của mình, nó không là quan trọng là được việc đó mọi người. Đấy, thì bây giờ nha là sếp Huy, chị có nói thêm chút xíu. Trong cái quá trình chị Nhi hỗ trợ khách hàng á, thì chị Nhi thấy là có cô Thỏa ở Nam Định á, cô Thỏa dùng cái á, cô Thỏa là bị đau đầu mất ngủ vai gáy tay chân, uống cái bộ đôi xanh trắng này tốt rồi. Sau đó cô Thỏa có thấy Huy có uống cái hộp xương này nè, cô Thỏa uống một thời gian tháng, cô thấy lưng đỡ hơn, đỡ đau hơn, đầu gối đỡ đau hơn.
Xong cô nói ôi cái hộp nó sao chất lượng thế. Thì vừa rồi cô Thỏa lấy thêm một cái hộp xương nữa. Rồi cô Thỏa có hỏi là cái bù reo này nè. Cho nên là Siêu Vi có thể chia sẻ thêm, nếu như mà anh chị nào mà bị thoái hóa, mình kết hợp cả cái xương với cái reo này tốt luôn đúng không? À đúng rồi. Đấy nha, là những anh chị em nào mà chúng ta bị cái tình trạng đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê viêm tay ấy, là chúng ta uống hai cái này. Hoặc là hai cái này nó đã tốt rồi. Nhưng những anh chị nào mà bị những cái vấn đề, ví dụ như là bị thoái hóa, thoát vị đệ đệm, đúc xung cổ, đúc xung lưng, đau lưng, đau cổ vai gáy, hay là đau đầu gối, đi lại khó khăn, tê bì chân tay, thì là chúng ta uống cái bộ đấy nha. Và chúng ta uống, nếu như bị nhẹ mà có điều kiện ấy, thì là chúng ta uống cả hai lọ này luôn càng tốt. Còn nếu như mà bị nhẹ mà không có điều kiện thì chúng ta uống một trong hai lọ là được rồi. Còn nếu như chúng ta bị quá nặng luôn và chúng ta bị lâu năm thì chúng ta nên uống cả hai luôn mọi người nhé. Và bên trong chúng ta uống hai cái này, và bên ngoài chúng ta kết hợp thêm cái này nữa. À bên ngoài là bôi thêm cái này ngoài da, còn cái này là uống nha mọi người. Cực kỳ hiệu quả. Thì lúc đấy là bên trong đánh ra, bên ngoài đánh vào, cái hiệu quả nó tăng lên nhiều lần. Khi mà chúng ta khỏi là khỏi được lâu dài luôn mọi người nhé. Rồi bây giờ nhé, cái này á có giá là 1.990.000. Cái này là những ai bị vấn đề liên quan đến là thoái hóa, thoát vị đệ đệm, đúc xương cổ, đúc xương lưng, đau cổ vai gáy, đau lưng, đau đầu gối, đi lại khó khăn, tê bì chân tay, thì là bên trong chúng ta uống cái này, và bên ngoài chúng ta mua thêm cái này, chúng ta bôi bên ngoài này thì càng tốt nha mọi người. Thì cái này có giá là 1.990.000, ngay trên cái livestream này đang được trợ giá là còn 1.990.000. Chúng ta mua cái xương khớp này, chúng ta để lại là số điện thoại hoặc là bình luận hoặc nhắn tin xuống lại cộng 1 xương khớp. Nếu như chúng ta mua 2 thì số điện thoại cộng 2 xương khớp, 3 là số điện thoại cộng 3 xương khớp, số điện thoại cộng 4 xương khớp, số điện thoại cộng 5 xương khớp, hay là số điện thoại cộng 10 xương khớp. Và chúng ta nhớ là chúng ta mua càng nhiều ưu đãi càng lớn, chúng ta có thể mua để dần chúng ta uống dần. Có những khách hàng của Huy là mua để dần uống 6 tháng 1 năm, hoặc là có những hai khách hàng ấy, là trong nhà ví dụ như bố mẹ này, hoặc là hai vợ chồng này, hoặc là anh chị em trong nhà ấy, hoặc là bạn bè ấy, hoặc là sếp tặng cho nhân viên ấy, thì nhân viên công ty có khoảng tầm chục người đúng không, thì là mua lần cái bộ mà cho 10 người dùng luôn. Hoặc là nhân viên thì có thể tặng cho sếp. Thì chúng ta mua số lượng càng nhiều là có ưu đãi càng lớn. Và hiện tại là nếu như chúng ta mua một hộp thì đang được trợ giá là còn 1.990.000 nha mọi người. Chúng ta bình luận hoặc nhắn tin xuống lại để đặt hàng nha. Okay. Còn cái tip bôi ngoài nha, bình thường cái tip bôi bên ngoài này nó rất là mắc luôn, nhưng mà hiện tại là trong livestream này đang được trợ giá là còn có 680.000 một hộp thôi. Nó quá rẻ luôn mọi người. Bởi vì cái sao? Tip bôi hay lắm mọi người. Tip cái quan trọng đó là cái chất lượng của nó. Chúng ta bôi vào á, thân là thường thường chúng ta uống á, thì có thể là chúng ta thấy là nó lâu hơn, lâu thấy kết quả hơn. Nhưng mà cái bôi này á là nó hay ở chỗ á, là chúng ta bôi, bởi vì bôi á là bên ngoài nó sẽ an toàn tuyệt đối nha mọi người. Và chúng ta bôi á thì là nó hay ở chỗ á là mấy ngày đầu là chúng ta đã thấy là nó nhẹ hơn. Cái tình trạng đau nhức tê của chúng ta nó thấy nó rõ rệt luôn. Và nó 680.000 cho một cái hàng mà chấn hàng Nhật nội địa. Cái này là của Nhật nha mọi người. Cái này cũng của Nhật nha. Và nó chấn hàng và nó tốt như vậy á, 680.000 đang được trợ giá 680.000, quá là rẻ luôn. Và chúng ta dùng rồi chúng ta biết là nó rẻ cỡ nào. Và bởi vì sao rẻ mắc, đó là nằm ở chất lượng và hiệu quả. Thì cái này là 680.000, chúng ta mua dao bôi xương khớp, chúng ta bình luận hoặc nhắn tin số điện thoại cộng 1 dao bôi xương khớp. Hoặc là chúng ta bình luận số điện thoại cộng 2 gel bôi xương khớp. Okay. Hoặc là số điện thoại 3 gel bôi xương khớp, số điện thoại 4 gel bôi xương khớp, hay là số điện thoại 5 gel bôi xương khớp, số điện thoại 10 gel bôi xương khớp nha mọi người. Ok chưa? Còn cái này nhá, hai cái này á thì công dụng nó tương tự như nhau. Mà trong cái này á, trong cái hộp này á thì Huy sẽ đọc cái thành phần cho mọi người nghe nha. Thì thứ nhất á là nó chiết xuất từ là bạch quả này. Thứ hai á là được chiết xuất từ là đinh lăng và cao đinh lăng á. Thứ ba đó là chiết xuất từ rễ cây rễ vàng. Thứ tư là chiết xuất từ cao lạc tiên. Và thứ năm á là chiết xuất từ cao bình vôi. Và thứ sáu á là được chiết xuất từ natto kinase. Và cái hộp này nhé là được nhập khẩu, có nghĩa là nguyên liệu á được nhập khẩu từ Pháp, và nhà máy là đặt tại Việt Nam luôn, và sản xuất theo công nghệ của Pháp. Thành ra là chúng ta như vậy chúng ta sẽ được tiết kiệm chi phí cho người Việt Nam mình sử dụng á. Giống như mọi người hình dung như là giày Adidas Nike ấy, là cũng là đặt ở Việt Nam. Mọi người thấy là cái thương hiệu giày Adidas Nike ấy, là cũng là ở đặt ở Việt Nam nha mọi người. Bởi vì thường là đặt ở Việt Nam á, nhà máy ở Việt Nam á, thì nguyên liệu nó sẽ rẻ hơn, nhân công sẽ rẻ hơn, nhà máy mọi thứ thuế má nó sẽ rẻ hơn, và lúc đó tiết kiệm chi phí là mình dễ sử dụng. Và chúng ta nhớ là đôi giày Adidas Nike ấy, đôi nào rẻ nó cũng 2, 3, 4, 5 triệu, nhiều thì nó mấy chục triệu, hoặc là thậm chí là giày dép nhé, có những đôi vài chục triệu, vài trăm triệu cũng có. Và chúng ta nhớ nhá, giày dép mà nhiều người đầu tư mà nhiều như thế, hay là áo quần đầu tư nhiều như thế, và chúng ta nhớ là cơ thể của chúng ta bên ngoài chúng ta đã đầu tư nhiều như thế thì bên trong chúng ta cần phải quý hơn. Và chúng ta càng phải khỏe mạnh, chúng ta càng khỏe mạnh á thì chúng ta càng phải tiết
chúng ta lúc đấy chúng ta càng tiết kiệm được nhiều tiền và chúng ta càng kiếm ra được thêm nhiều tiền. Bởi vì con người của chúng ta nó giống như cái cỗ máy in tiền á, và nó cũng là cái cỗ máy xài tiền. Nó giống như người của chúng ta nó cũng là tài sản và tiêu sản, lúc nào nó là tiêu sản. Ví dụ như là chúng ta ốm đau, chúng ta bệnh tật đúng không? Thì là chúng ta bị mất tiền chạy chữa bệnh thì nó là tiêu sản, và chúng ta không làm ra tiền thì nó là tiêu sản. Nhưng cơ thể của chúng ta nó khỏe mạnh á thì chúng ta làm ra tiền thì nó là tài sản, bởi vì nó giống như cỗ máy in tiền ấy. Và chúng ta hình dung nếu như đơn giản lương của chúng ta 6 triệu một tháng, thì mà một năm chúng ta không đi làm thì chúng ta mất hết 72 triệu rồi. Còn nếu lương của chúng ta 7 triệu một tháng thì một năm chúng ta không đi làm thì chúng ta mất hết 84 triệu rồi. Đúng. Còn nếu như mà một tháng chúng ta lương 10 triệu hoặc là thu nhập 10 triệu thì một năm chúng ta không đi làm mất 120 triệu rồi. Còn ai mà lương một tháng hay thu nhập một tháng 20 triệu thì một năm không đi làm là mất hết 240 triệu. Còn nếu đơn giản ai mà thu nhập một năm 50 triệu thì một tháng 50 triệu thì một năm hết là 600 triệu thôi. Còn nếu như mà một năm mà một tháng là 100 triệu đi, một năm hết mất tỷ 2. Thì chúng ta uống cái này nó có mấy triệu thôi, nó quá rẻ mọi người, quá rẻ so với bản thân của mình. Chia ra một ngày một tầm mấy chục nghìn đó. Đúng rồi, chính xác. Giống như một ngày chúng ta ăn một bát phở, một bát bún, một bát hủ tiếu thôi. Nhưng mà cái bát hủ tiếu, phở hay là tô bún đấy, bát bún đấy, nó mang lại cho chúng ta sức khỏe. Đúng không anh Phú? Chính xác. Ok rồi, anh Phú rất là hiền mọi người, bên ngoài anh Phú rất là hiền. Nên anh Phú á, tư vấn khách hàng rất là thích, bởi vì nói chuyện á, rất là sâu lắng. Ok mọi người, rồi bây giờ nha, là chúng ta cái này á, là bình thường là nó là giá rất là cao, nhưng mà hiện tại đang được trợ giá còn có 990.000 thôi mọi người nha. Và chúng ta mua số lượng 2 hộp trở lên vẫn có ưu đãi tốt hơn. Mua 3 hộp trở lên, hiện tại nha, đặc biệt nha, dành cho những anh chị em mà chúng ta dùng sản phẩm của Huy rồi mà chúng ta muốn tiết kiệm và chúng ta muốn dùng được lâu dài, hiện tại ngay trong cái livestream này nha mọi người, số lượng có hàng, chúng ta nhớ nha, số lượng có hàng chúng ta đặt sớm là chúng ta được nha. Hiện tại trong livestream này chúng ta mua 3 hộp này được tặng 1 hộp. Riêng cái này là mua 3 hộp được tặng 1 hộp, quá hời, quá tốt luôn, chúng ta nhớ mua sớm nha. Cực ok mọi người. Luôn, mọi người. Đấy. Trời ơi, nhiều khách hàng uống thích lắm, chị còn, cũng thấy mê luôn. Cái này là dùng được 1 tháng, nếu như mà chúng ta uống một ngày một lần á thì chúng ta sẽ dùng được 1 tháng. Còn một ngày chúng ta dùng 2 lần á thì chúng ta sẽ một ngày chúng ta dùng một lần này chúng ta dùng được 2 tháng. Còn là một ngày là chúng ta dùng một lần á thì là có nghĩa là Huy nói lại nha. Nó một hồi loạn xì ngầu luôn rồi. Tức là cái hộp này nha, là nó có 60 viên. Nhưng ai đang bị những cái tình trạng là đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê bì chân tay á, thì chúng ta nên uống một ngày 2 lần, 1 lần 1 viên. Yes. Thì một ngày chúng ta uống 2 viên á, là chúng ta sẽ uống được 1 tháng. Còn nếu ai chưa bị gì hết nhưng chúng ta muốn uống để thứ nhất là cải thiện chức năng nào, cải thiện trí nhớ và hỗ trợ phòng ngừa cái tai biến đột quỵ, thì là chúng ta uống một ngày 1 viên thôi là tốt rồi. Thì chúng ta uống được 2 tháng cái hộp này. Và cái giá đấy là quá là rẻ luôn, quá là rẻ luôn mọi người. Thì bây giờ nhá, còn cái hộp này này, hộp này nó cũng là đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê bì chân tay, hoa mắt, trong mặt tường đỉnh, và ngoài ra nó giúp chúng ta phục hồi sau tai biến đột quỵ. Những cái ai may mắn còn sống sót sau tai biến đột quỵ ấy, là chúng ta uống cái này, nó giúp chúng ta phục hồi sau tai biến đột quỵ rất là tốt, hoặc là nó giúp chúng ta hỗ trợ phòng ngừa cái tai biến đột quỵ. Ok mọi người, tại sao Huy lại nói là những ai còn may mắn sống sau tai biến đột quỵ? Mọi người biết là vì sao Huy lại nói như thế không? Bởi vì là những cái người mà thường bị tai biến đột quỵ là hơn 50% sẽ chết ngay lần đầu tiên. Đúng rồi. Đó là lý do mà Huy nói là tai biến đột quỵ nó còn đáng sợ và kinh khủng hơn cả ung thư. Và thường là số còn lại là nếu như không bị chết ngay lần đầu tiên bị tai biến đột quỵ thì cũng bị lại những cái di chứng để lại, như là ví dụ như là méo miệng này, nói ngọng này, nói hụt hơi này, tay chân run rẩy này, tê liệt nửa người, đi lại khó khăn và nhiều cái vấn đề khác xảy ra sau tai biến đột quỵ. Có những người bị Parkinson mà tay chân run như thế này mọi người này, thì chúng ta thấy là khi mà bị Parkinson rồi nó khó chịu lắm, và hoặc là bị sau tai biến đột quỵ khó phục hồi hoàn toàn, gần như không thể phục hồi hoàn toàn được. Đấy là may mắn còn sống sót, mà thường mà bị lần 2, lần 3 trở đi là dễ đi lắm. Thành ra là chúng ta lưu ý, đằng nào chúng ta cũng uống sớm khỏi sớm, đằng nào cũng uống sớm để tránh nó bị nặng hơn, và đằng nào cũng uống sớm để giúp chúng ta hỗ trợ phòng ngừa cái tai biến đột quỵ luôn. Ok chưa? Thôi bây giờ là nói vừa thôi, nói nhiều quá mọi người là bảo quảng cáo nào, bởi vì tốt thì nó tốt sẵn rồi, hiệu quả thì nhiều người uống hiệu quả rồi, thôi bây giờ là mấy anh chị em mình uống đi. Yeah. Đấy. Anh Phú lấy thêm ly nước này nhá, ở đây có 2 ly rồi, anh Phú lấy thêm 1 ly nữa. Cái sâm này uống hay lắm mọi người nè, này mà ai mất ngủ á có thể uống thêm kèm vô nha, ngày một gói. Bây giờ nhá, là hai cái này là công dụng nó như nhau. Ngày hôm nay á thì Huy sẽ uống 2 hộp này, chị Nhi á là uống 2 hộp này.
À, còn anh Phú là thôi anh Phú cũng uống hai hộp này luôn đấy, chị Nhi là uống hai hộp này nha, cộng thêm okay. Là cái này là ai cũng uống hết này, và cái súng ngâm ập nữa là bây giờ Huy sẽ chia quà. Đấy nha, thứ nhất là lọ màu trắng này này, lọ màu trắng này nha, thì Huy sẽ lấy 3 viên, tí nào Huy sẽ phát quà cho từng người nha. Lọ màu trắng này này là uống 3 viên cho 3 người này đấy. Đây đây cho mình mượn lọ màu xanh này nha. Đây mọi người cứ nhận hàng xong là có một vài anh chị nhận dòng hàng cao cấp quen rồi, chúng ta bảo là sao mà cái lọ nó nhỏ thế, sao mà cái viên nó nhỏ thế, mà đó là có nhiều anh chị mà nhận hàng chưa dùng nhá, nhưng mà những anh chị là dùng rồi, nhận hàng rồi, dùng rồi và thấy hiệu quả rồi. Các bạn này Huy ơi cho chị hỏi tí, sao cái lọ này nó nhỏ thế mà lại sao nó lại hiệu quả như thế? Hồi xưa chị uống thuốc là chị uống lúc một lần có bọc như này, uống lần 5-6 viên 10 viên một lần luôn, ngày 2-3 lần, nhưng mà chị thấy không mang lại kết quả, là nó bị nó đỡ tí xíu nó là bị là ngay. Nhưng tại sao cái viên nó nhỏ nhỏ như này nó lại hiệu quả? Quan trọng nó nhỏ mà nó có vỏ mọi người ạ. Quan trọng là hiệu quả vậy là nhiều ít to nhỏ. Đây cái viên nó nhỏ như thế này, nó nhỏ nhìn nó rất là đơn giản nhưng nó rất là hay. Đó là lý do trong 8 năm vừa qua Huy đã phỏng vấn rất là nhiều khách hàng khỏi đời. À, bây giờ nhá, cái này là để tí nữa phát quà cho chị Nhi. À, tiếp theo nha là hai cái này nha, mọi người nhớ hai cái này là công dụng nó như nhau nha. Thế nên là chúng ta uống cái nào cũng được, uống một trong hai là được. Thì bên trong cái hộp này nó sẽ là cái lọ như thế này đây mọi người nhá. Cái lọ này thì cái viên nó to hơn, à, cái thành phần nguyên liệu nó nhiều hơn đấy. Rồi à, cái này thì Huy sẽ lấy hai viên, tí nữa Huy một viên và phát quà cho anh Phú một viên nữa. À. Ok, chờ quà nha. Từ từ ai cũng có phần. À, hồi xưa họ phát quà hay nói là từ từ rồi em nào cũng có mà lồn xồn là em có em không. Ok rồi. À, natto ginase này nha, là bình thường có giá là 2.580.000 một hộp, dùng được 2 tháng. Thì là hiện tại ngay trong cái livestream này đang được trợ giá là còn có 2.290.000. À, là coi như là 2.300.000 đấy mọi người. 2.290.000, thiếu 10.000 là còn 2.300.000. Thì là chúng ta nhớ là cái natto ginase á, bên trong nó có hai cái bọc, hai cái bọc như thế này. Cái bọc này là Huy mở rồi. Đấy, nó có hai cái bọc nó như thế này nè mọi người. Và mỗi bọc như thế này á là nó có 6 cái vị như thế này. Và mỗi vị á là nó có đây đây 10 vị, nó có 10 viên và chúng ta có 60 viên. Thì là một bọc như vậy chúng ta uống 1 tháng, hai bọc là chúng ta uống được 2 tháng. Hai bọc thì nó có 120 viên chúng ta uống được 2 tháng. Thì là cái natto ginase này chúng ta có hai cái cách uống như sau. Một á, là chúng ta uống mỗi ngày 2 lần sau ăn, mỗi lần 1 viên. Cách thứ hai á, là chúng ta uống 2 viên buổi tối trước khi đi ngủ. Ok mọi người nha. Thì bây giờ á, là Huy sẽ mở 3 viên. Hôm trước là mấy cái livestream trước Huy uống hết mấy cái vị kia rồi. Bây giờ á, là cái vị này hôm qua Huy vừa uống hết 1 viên này. Cái này là chúng ta uống duy trì á, là chúng ta uống 1 ngày 1 đến 2 viên là tốt mọi người nha. Uống đang bị những cái vấn đề đấy nên uống 1 ngày 2 viên, còn uống duy trì thì mỗi ngày uống 1 viên thôi là cũng tốt rồi. À, mà chúng ta uống được cả 2 viên thì càng tốt. Rồi à, bây giờ nha, 3 viên này, 3 viên. Đấy, bỏ đây tí nữa phát quà. 3 viên của natto ginase này nha mọi người. Rồi, tiếp theo nha. À, cái nano súng ngâm ập hộp này là hộp mới chưa mở này. Còn cái hộp này là hàng ngày Huy uống thì nó có mở sẵn ở đây rồi. Thì Huy sẽ mở cái hộp này nha mọi người. Bên trong cái natto bên trong cái nano súng ngâm ập xương khớp này á thì nó có cái hộp như thế này. À, và chúng ta nhớ nhá, bình thường mọi người nghe cái cụm từ đó là sùng cá mập xương khớp, chúng ta nghe được rất là nhiều. Nhưng chúng ta nhớ là sùng cá mập xương khớp á, bình thường á, uống nó là rất tốt cho xương khớp rồi. Và chúng ta uống nano, uống dạng nano sùng cá mập xương khớp nó tốt hơn sùng cá mập xương khớp bình thường nhiều lần. Bởi vì sao? Sùng cá mập xương khớp bình thường á, là chúng ta uống á, thường nó cơ thể chúng ta nó chỉ hấp thu được khoảng tầm 20-30% thôi. Nhưng mà dạng nano sùng cá mập xương khớp á, là chúng ta uống nó hấp thu được hơn 80% luôn. À, cho nên là chúng ta uống dạng này nó sẽ tốt hơn mọi người nhé. Thì là nano súng ngâm ập xương khớp này á, nó dành cho những người bị thoái hóa, thoát vị địa điểm đốt sống cổ lưng, đau lưng, đau cổ vai gáy, tê bì chân tay, đi lại khó khăn, đau đầu gối đi lại khó khăn á. Thì bây giờ nhá, là cái này Huy sẽ lấy 6 viên. Bởi vì cái này là bình thường chúng ta uống một ngày 4 đến 5 viên và mỗi lần là chúng ta uống 2 đến 3 viên. Thì bây giờ Huy sẽ uống lấy 6 viên nha mọi người. Lấy 6 viên để phát quà cho mọi người 2 viên. Đấy. À, 6 viên nha mọi người. 6 viên. À, cứ tạm thời là để đâu nhỉ? À, để đây đi. Để đây cũng được. Đấy. Để vô cái lọ cái nắp chai đó cũng được. Rồi bây giờ là chúng ta có này.
Thứ nhất là đầy đủ hết rồi đúng không? Rồi. Bây giờ nhá là phát quà này. Đấy. Một viên Natto Genace này. Anh Phú một viên Natto Genace này. Đấy, Huy là để đây. Chị Nhi một lọ là lọ màu trắng này. Một viên lọ màu trắng này. Đấy, chị Nhi một viên đấy, mọi người thấy không? Chưa đến Trung thu đã qua rồi mà quà vẫn được phát. Quà này là cực kỳ thật luôn mọi người. Rồi. Cái này là của chị Nhi á, là sẽ uống là lọ màu xanh của mình. Đấy. Này, còn Huy với lại anh Phú là sẽ uống lọ màu xanh của Pháp, bởi vì lọ xanh của Mỹ của Pháp là công dụng nó tương tự như nhau rồi. Đây, anh Phú quà anh Phú đây. Cái viên nó hơi khác tí thôi. Còn nha. Còn của Huy là cái này cái đây công đây. Công dụng vẫn như nhau. Cái viên bên rồi. Của Mỹ nó tiếp nhau. Theo nha là chị Nhi là sẽ được là phát hai viên của Nano sùng cá mập xương khớp này. Tuyệt vời quá. Anh Phú là hai viên của Nano sùng cá mập xương khớp này. Ok chưa? À, đấy à, Trung thu đã qua rồi nhưng quà vẫn được phát. Mọi người thấy xem livestream vui không? Nếu như vui thì mọi người thả cười ha ha đi nha. Hoặc là mọi người bình luận là ha ha vui quá Huy ơi. Chúng nhớ bình luận xuống cho nó sôi nổi lên nha mọi người. Và trong lúc lại xem livestream chúng ta nhớ bấm thả là tim thả like liên tục nha. Và có thể là bình luận chào Huy, hello Huy, chào anh Phú, chào chị Nhi. À và thường là khách hàng của trong livestream của Huy là thường lớn tuổi hơn Huy, anh Phú với chị Nhi nhiều. À thành ra là chúng ta có thể là bình luận hay là thả tim hay là cười ha ha gì cũng được á. Rồi bây giờ Huy này, của Huy này, hai viên của Nano sùng cá mập này. Cái viên của trước đây. Một viên của Natto Genace này. Đây. Một viên của lọ màu trắng này. Một viên của lọ màu xanh của Pháp này. Là Bio Gin, lọ màu xanh của Pháp là tên là Bio Ginkgo 240 nha mọi người. Rồi tổng cộng chúng ta sẽ có 5 viên của 4 loại. À, mọi người đều có 5 viên của 4 loại nha mọi người. Rồi bây giờ chị Nhi có nước chưa? Vô nè. Rồi. Vô. À vô nước lọc nha mọi người. Vô nước lọc. Mời mọi người nha. Chúc mừng sức khỏe. Ok. Rồi, đây Huy sẽ để ra tay nha, từ từ mình uống cùng một lúc luôn cũng được. À không, để uống từng người đi cho nó hấp dẫn. Huy sẽ mở màn trước nha mọi người. Ok. Rồi, Huy sẽ mở màn trước nha. Tôi tí nữa uống xong rồi nói tiếp. Mời mọi người nè, cái này mời người nha. Mọi người thấy hấp dẫn nha. À, chúng ta có thể là uống là cùng mấy viên một lúc như thế luôn. Hoặc là chúng ta chia ra, chúng ta uống 1 đến 2 viên một lần, uống hết rồi chúng ta lấy uống thêm. À, tức là chúng ta có thể chia nhỏ ra 1 đến 2 viên một lần. Hoặc là uống cùng một lúc như Huy luôn thì càng tốt. Huy uống quen rồi, lúc nào cũng cầm cái nạp uống luôn cho nó nhanh. Đấy, và chúng ta thấy là nhiều anh chị hỏi là uống cái đấy là uống lâu dài có bị tích nước hay không, hay là có bị là hại gan hại thận hay không, hay là có bị đau dạ dày hay không, hay là có bị béo phì hay không. Và chúng ta nhớ nhá, cái này nó không bị tích nước, không bị béo phì, không bị lên cân vô tội vạ, không bị đau dạ dày, không bị hại gan thận. Thì Huy mới uống hàng ngày như thế chứ tự nhiên là mình, mọi người nhớ nhá, tiền á thì có lúc nào cũng thể kiếm được. Và bây giờ á, tiền thì nói chung là nếu như ai đấy có cái tài sản khoảng tầm 50 tỷ á, nếu như nhá, trong cuộc đời người nào đấy có tài sản khoảng tầm 50 tỷ là chúng ta tiêu cả đời không hết rồi. Và chúng ta nhớ nha, tiền á lúc nào cũng kiếm được. Và Huy á, mọi người để ý nha, thứ nhất trẻ, thứ hai đẹp trai, thứ ba là ăn nói lưu loát, thứ tư là khách hàng rất yêu quý mình rất nhiều, khách hàng rất đông. Và Huy không dạy gì để đánh đổi sức khỏe của mình và không đánh đổi uy tín của mình, thành ra là nó không có những cái tác dụng phụ đấy thì Huy mới uống hàng ngày được. Yes. Và đó là cái câu hỏi mọi người có hay hỏi là có bị mấy cái đấy không, có bị dày không, hay có bị hại gan thận hay không, có bị đau dạ dày không, hay là có bị tích nước hay không. Không bị nha mọi người, không bị thì Huy mới uống hàng ngày như thế được. À, và càng uống nó càng khỏe. Và chúng ta uống ấy, là thay vì chúng ta bị quá nặng rồi chúng ta uống, thì bây giờ ấy, là chúng ta đang bị nhẹ chúng ta uống rồi. Và thay vì chúng ta đợi bị bệnh rồi chúng ta uống, thì chúng ta như Huy chưa bị là đã uống rồi, thì chúng ta phòng bệnh trước khi chữa bệnh, nó cái gọi là chăm sóc sức khỏe chủ động đó mọi người. Ok mọi người ha. Thì bây giờ nhá, có nhiều anh chị là trước đây là uống thuốc tây ấy, hay là nhiều thuốc linh ta linh tinh ấy, là hay bị cái trường hợp đó là đau dạ dày. Mọi người có hỏi thêm là Huy ơi, bên Huy có đau dạ dày không? Có sản phẩm đau dạ dày không? Đây, bên hôm nay Huy sẽ tiết lộ cho mọi người một cái bí kíp để giúp chúng ta giải quyết những cái tình trạng về đau dạ dày này,
viêm loét dạ dày này, trào ngược dạ dày này đấy. Khi mà bị đau dạ dày nhá, viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày, chúng ta uống cái này. À, và bình thường chúng ta bị đau dạ dày này, viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày, chúng ta uống cái này thì nó đã rất là tốt rồi. Mà chúng ta kèm thêm cái này nữa, chúng ta uống kèm thêm cái hộp này nữa thì cái hiệu quả nó tăng lên nhiều lần luôn, nó thấy rõ rệt hơn và khi mà khỏi là khỏi được lâu dài hơn. Ok mọi người nha, thì cái hộp mà dạ dày này á, nó có giá đang được trợ giá nha, là còn có 990.000 một hộp thôi. Và chúng ta mua 2 hộp trở lên có ưu đãi tốt hơn, mua 3 hộp trở lên có ưu đãi tốt hơn. Thì chúng ta mua sản phẩm dạ dày bằng cách là chúng ta bình luận số điện thoại hoặc là nhắn tin số điện thoại, bình luận hoặc nhắn tin số điện thoại kèm theo dạ dày, bình luận hoặc nhắn tin số điện thoại là cộng 2 dạ dày. Đấy, số điện thoại cộng 3 dạ dày, số điện thoại cộng 4 dạ dày, số điện thoại cộng 5 dạ dày, số điện thoại cộng 10 dạ dày, số điện thoại cộng 20 dạ dày nếu chúng ta muốn uống, vừa uống vừa khỏi dạ dày, vừa muốn là uống duy trì để giúp chúng ta cái dạ dày chúng ta nó được khỏe mạnh, cái hệ tiêu hóa chúng ta được tốt hơn. Ok mọi người nha. Còn những ai mà bị tiếp theo Huy sẽ nói nha. Tại sao á là cái này nó là hiệu quả cho dạ dày? Cái này nha, thành phần nguyên liệu chính của nó là nghệ nha mọi người. Thành phần nguyên liệu chính của nó là nghệ. Và tại sao á cái này nó là hiệu quả mà nhiều người hỏi là nghệ thì là chúng ta ra ngoài vườn, chúng ta có nhà, chúng ta có trồng nghệ thì nó vẫn hiệu quả mà. Và cái thứ hai đấy là Việt Nam thiếu gì nghệ, chúng ta mua ở Việt Nam cho nó rẻ, tại sao mà mua cái cỏ Nhật này? Và chúng ta nhớ nhá, thì cái này nghệ để cho chúng ta giải quyết cái tình trạng dạ dày, cũng chứ không phải là cái nguyên liệu nghệ bình thường mà chúng ta hay uống. Bởi vì cái này nó được chích tách ra rồi, từ cái tinh chất của nghệ nó là những cái gì mà tốt nhất cho cái phần mà tiêu hóa, hệ tiêu hóa là dạ dày. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là cái nghệ này nó được trồng ở đảo Okinawa, Nhật Bản. Và tại sao á là trồng ở đảo Okinawa, Nhật Bản á thì nó lại cùng cái giống nghệ đấy nhá, mà trồng ở đảo Okinawa, Nhật Bản á thì nó lại mang lại hiệu quả cao, mà trồng ở nơi khác cùng cái giống đấy trồng ở nơi khác nó không mang lại hiệu quả cao. Bởi vì á, nó là cái vùng đất mà đảo Okinawa á, thì thứ nhất là thổ nhưỡng tốt này, thứ hai là khí hậu tốt, thành ra nó cho ra cái loại nghệ nó chất lượng nhất. Và mọi người hình dung á là giống như là chúng ta nghe cái thông tin đó là ở đảo Okinawa là cái tuổi thọ trung bình của người dân ở đó là cao nhất ở trên thế giới. Tức là người ta sống rất là thọ, và những cái người mà sống từ trên 100 tuổi rất rất là nhiều ở cái đảo đấy. Giống như mọi người hình dung là cái con bò Kokobe ở Nhật Bản đúng không? Mà khi mà nuôi ở Nhật Bản thì là nó cho ra cái thịt rất là ngon. Nhưng cũng giống bò đấy đem ra qua bên Mỹ hay là qua nước khác ấy, là nó không cho ra cái thịt nó ngon như thế được. Bởi vì thứ nhất là thổ nhưỡng khí hậu ở đó tốt, thì nó cho ra cái loại thịt nó chất lượng. Còn cái này cũng thế, thổ nhưỡng khí hậu ở đó tốt thì nó cho ra là cái nghệ này nó chất lượng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là nghệ này là được khai thác vào mùa thu. Tại sao nó lại khai thác vào mùa thu và cái hiệu quả nó cao và nên khai thác vào mùa thu? Bởi vì á, khi mà cái nghệ này này khai thác vào mùa thu á thì là nó cho ra cái hàm lượng curcumin nó cao. Thì khi mà cái hàm lượng curcumin nó cao á thì lúc đó nó mới mang lại cái hiệu quả cao cho những người bị dạ dày này, hay là bị trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày, hay là đau dạ dày này. Đó là mấu chốt của nó. Cho nên mọi người cứ thắc mắc, sao là chúng ta không mua nghệ ở Việt Nam hay là không ra ngoài vườn, lấy cái nghệ ở nhà mình dùng cũng được. Và chúng ta dùng nghệ ở Việt Nam hay là dùng nghệ ở nhà mình á thì nó cũng tốt, nhưng là nó không tốt bằng cái này, nó không mang lại cái hiệu quả cao như vậy. Và nếu như chúng ta điều kiện quá khó khăn, chúng ta gom góp lại không có điều kiện thì chúng ta cứ tạm thời cái dùng nghệ ở mình cũng được. Nhưng mà chúng ta nhớ nha, để chúng ta giải quyết những cái tình trạng đó tốt hơn, chúng ta nên dùng cái này. Ok nha mọi người, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta dùng cái đấy kết hợp với cái này nữa thì cái tình trạng mà đau dạ dày tiêu chảy, đau dạ dày này, hay là viêm loét dạ dày, hay là bị trào ngược dạ dày, uống cái hiệu quả nó tăng lên nhiều lần. Ok mọi người nhá. Và chúng ta muốn mua cái dạ dày này, chúng ta để lại xuống lại, chúng ta bình luận xuống lại, lúc đó Huy với trợ lý của Huy sẽ gọi lại tư vấn cho mọi người. Còn nếu như mà chúng ta đã xem livestream, chúng ta đã hiểu rồi, hay là chúng ta thấy là Huy đã có nhiều khách hàng dùng khỏi rồi ấy, thì chúng ta để lại số điện thoại, địa chỉ để chúng ta đặt hàng luôn, gửi cho nó nhanh. Ok. Và chúng ta có thể là bình luận hoặc nhắn tin là số điện thoại cộng 1 nghệ, số điện thoại rồi dạ dày nha mọi người, số điện thoại cộng 2 dạ dày, số điện thoại cộng 3 dạ dày, số điện thoại cộng 4 dạ dày, số điện thoại cộng 5 dạ dày, số điện thoại cộng 10 dạ dày. Nếu như chúng ta muốn vừa mua cho mình và bản thân của mình dùng, hay là người nhà mình dùng, hoặc là chúng ta mua một mình dùng nhưng mà chúng ta muốn để dành uống cho nó được lâu dài luôn, thì chúng ta mua số lượng lớn. Ok mọi người nha. Và nhớ trong livestream này chúng ta mua số lượng càng lớn ưu đãi càng tốt. Ok mọi người, rồi bây giờ ngoài ra nha, có nhiều anh chị là chúng ta dạo này hay bị cái tình trạng là hồi xưa nó bị nhiều rồi, nhưng dạo này mọi người đi ăn uống nhiều này, tiệc tùng nhiều này, hay là
nói chung là nhiều thứ lên ta lên tinh á, thì hay bị cái tình trạng đó là tiêu chảy. Đúng rồi. Đấy. Và khi mà chúng ta bị tiêu chảy ấy, mà ví dụ như mà chúng ta ăn ấy, là cứ ăn xong là đi vệ sinh một ngày, hôm nào ít là 2-3 lần, hôm nào là nhiều là 5-6-7-8 lần luôn. Và cứ ăn xong là đi vệ sinh, vừa mới ăn xong 15 phút sau là đi lại, vừa mới đi xong chưa kịp ăn là đi tiếp rồi. Và đặc biệt những anh chị mà chúng ta uống cà phê ấy, là nó bị hội chứng đủ kích thích đúng không? Cứ ăn xong uống cà phê ra xong cái phát là đi ngay. À, và có những anh chị ấy, là ăn những cái thức ăn ấy, mà bị tiêu chảy đúng không? Mà đặc biệt là ăn những thức ăn dặn lỏng như là bún này, cháo này, phở này, hủ tiếu này hay là mì tôm. Nói chung là cứ ăn thức ăn bình thường nó là bị tiêu chảy rồi, ăn thức ăn lạ nó là bị tiêu chảy rồi. Nhưng mà ăn thức ăn dặn nước ấy, là tiêu chảy nhiều hơn. Thì chúng ta nhớ đó là chúng ta uống cái này. Cái này. Và tại sao Huy đã biết cái này nó hiệu quả? Bởi vì trước khi Huy dùng cái này ấy, là Huy đã thấy là đã có rất rất là nhiều người bị tiêu chảy dùng khỏi rồi. À, và sau đó là Huy ấy, là bị tiêu chảy là bị nặng luôn nha mọi người. Bị nặng là 5-6 năm bị rất rất là nặng luôn. Và có cái năm đấy ấy, là Huy không có đi ra ngoài nhiều, gần như là ở trong nhà thôi. Bởi vì mỗi lần mà khách hàng hay là đối tác của mình rủ đi ra ngoài đi ăn hay là đi đâu đấy, gần như là mình từ chối. Bởi vì đi ra ngoài ấy, sợ là mình ra đấy mình uống ly cà phê hay là mình ăn cái gì đấy là cái là mình đi tiêu chảy ngay. Và đi một lần thì không sao, thực ra đi một lần đã rất là ngại rồi, bởi vì mình đi gặp đối tác gặp khách hàng mà đi mà vệ sinh mà đi lần 2-3 lần, gặp có mấy chục phút, 1 tiếng 2 tiếng mà gặp đi 2-3 lần rất là ngại luôn. Thành ra là Huy không có đi. Nhưng sau đấy á, là mình uống cái này, ban đầu thì uống mấy cái men bình thường ở ngoài cái tiệm thuốc tây á, mấy cái men bình thường á, thì nó cũng có kết quả nhưng mà nó đỡ một chút xíu thôi. Và hết nó là bị là ngay, mà cái này á, nó hiệu quả rất là lâu dài. Và đó là lý do á, mà Huy lấy về Huy bán luôn. Ban đầu á, là có nhiều đối tác ở nhiều bên mà phân phối cái sản phẩm men đại tràng, men tiêu chảy mà với cái vấn đề về tiêu chảy hay là đại tràng ấy, thì là Huy gần như là từ chối. Bởi vì mình đã tìm hiểu một thời gian xem là có nhiều người dùng có kết quả chưa. Và sau đó là Huy tìm ra cái này và Huy bản thân của mình dùng rồi. Tức là có nhiều cái bệnh khác là Huy không có bị, nhưng mà Huy cho người nhà dùng hoặc là Huy thấy là có nhiều người dùng rồi và có kết quả tốt rồi, thì bắt đầu mình mới phân phối cho khách hàng. Bởi vì mình bây giờ khách hàng quá nhiều rồi, mọi người yêu quý mình nhiều rồi, thì mình chỉ bán những sản phẩm chất lượng uy tín thôi, chứ không là bị mất hết uy tín là không giải gì đâu mọi người ạ. À. Đó, mọi người hình dung thấy chưa? Ok. Rồi bây giờ nhé, ai mà bị những cái tình trạng mà tiêu chảy này ấy, rồi chúng ta cứ ăn xong là đi vệ sinh, đi phân lỏng, phân nát, phân sống, phân mà không thành khuôn ấy, thì chúng ta uống cái này. Và nếu như bị nặng là chúng ta uống một ngày 2 lần, mỗi lần 1 gói. Còn nếu như mà chúng ta bị nhẹ thì chúng ta uống 1 lần 1 gói là tốt rồi. Còn nếu sau khi mà chúng ta hết cái tình trạng tiêu chảy đấy rồi á, nếu không có điều kiện thì chúng ta ngưng một thời gian dài không sao. Nhưng mà chúng ta có điều kiện ấy, thì lâu lâu chúng ta nên uống một hộp. Hoặc là ví dụ như 2-3-4-5 ngày chúng ta uống một gói cũng được. Thì cái này á, là bên trong nó có những cái gói như thế này. Cái hộp này là Huy dùng rồi, thành ra là cái bì nó bay phất phới như thế này nha mọi người. Và ở đây nó có đầy đủ thông tin về tem phụ nha mọi người. Nó có cả dịch sang cả tiếng Việt ở đây, nó có cái bảng giảng trên tiếng Việt ở đây nha. Bởi vì cái này là hàng nhập khẩu. Cái này là hàng Nhật nha mọi người, hàng nhập khẩu. Thành ra là chúng ta có cả tiếng Nhật và có cái tiếng Việt ở đằng sau này cho mình đọc luôn mọi người nhé. Và chúng ta một cái hộp men như thế này nó có 30 gói như thế này. Thì là chúng ta dùng được 1 tháng, nếu như một ngày chúng ta dùng một gói thì chúng ta dùng được 1 tháng nha mọi người. Thì là chúng ta để lại số điện thoại để chúng ta dùng, để chúng ta giải quyết những cái tình trạng mà về tiêu chảy nhé. Và nhiều anh chị hỏi là thay vì mà mua cái này á, thế thôi chỉ ra ngoài tiệm thuốc tây á, chỉ mua cái men bình thường cũng được, hay là mua men tiêu hóa hay là men lợi khuẩn bình thường được. Nhưng sau đó chúng ta cũng đi mua những cái đấy, nhưng mà chúng ta uống á, thì nó chỉ đỡ một chút xíu thôi, nó là bị lại ngay, hoặc là tác dụng nó không được nhiều, hoặc tác dụng không được dài lâu, hoặc thậm chí có nhiều anh chị uống nó không có tác dụng luôn. Và mọi người quay lại, mọi người uống cái này, bởi vì hết cách rồi mà mọi người uống cái này. Và mọi người hay hỏi gì đó là tại sao nó cái này nó lại hiệu quả cao dành cho những người bị tiêu chảy, thì hôm nay Huy sẽ giải thích cho mọi người luôn. Tức là khi mà chúng ta bị tiêu chảy là nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân mà chúng ta nhìn thấy rõ rệt nhất đó là, và nhiều người bị nhất đó là cái thương mà bị tiêu chảy đúng không, thì là trong cái đại tràng của chúng ta nó sẽ có những cái ổ viêm. Cái ổ viêm nó giống như cái việc mà chúng ta, cái tay của chúng ta nó, mọi người hình dung những cái tay của chúng ta nó bị xước hay là đứt tay chảy máu đúng không, thì giống như ai mà lấy cái tay rờ vào cái chúng ta cái là chúng ta giật lại ngay đúng không, thì là cái đường ruột của chúng ta, cái đại tràng của chúng ta nó cũng như thế, là cái thức ăn của chúng ta đi vào một cái là nó chạm vào cái đấy cái là nó bị co bóp ấy, nó giật lại ngay và nó kết ứng ấy, là nó gọi là phản ứng lại và nó tống vâng ra ngoài liền, nó chưa kịp, tức là chúng ta ăn vào nhá, nó chưa kịp hấp thu luôn nó đã đi ra rồi.
Và cho nên á, khi mà chúng tôi uống cái này này, cái gói men này á, và chúng ta pha với nước, và khi mà chúng tôi uống với nước á, kết hợp với nước thì nó tạo thành một cái lớp gel. Thì cái lớp gel này nó khi mà xuống cái đại tràng của chúng ta thì bao phủ cái niêm mạc đại tràng của chúng ta, thì nó bảo vệ cái đại tràng của chúng ta và nó tạo cái môi trường sống cho lợi khuẩn, tạo thức ăn cho lợi khuẩn. Và lúc đấy á, là nó cái lợi khuẩn của chúng ta nó được sinh sôi nảy nở và nó là có môi trường sống, nó có thức ăn cho lợi khuẩn, và nó cân bằng lại là cái hệ khuẩn của chúng ta là 80%, cái tỷ lệ vàng nhé là 80%, 85% đó là lợi khuẩn và 15% đó là hại khuẩn. Thì lúc đấy là đại tràng của chúng ta khỏe mạnh và cái nó được làm lành những cái ổ viêm, à tức là khi mà vô đấy rồi không, nó bao phủ cái niêm mạc đại tràng của chúng ta và nó làm lành cái ổ viêm đấy, thành ra là cái tình trạng mà tiêu chảy của chúng ta nó sẽ bình thường. Chúng ta đi thay vì đi một ngày 2, 3, 4, 5, 6 lần đúng không, và thậm chí là 7-8 lần, thì bây giờ là chúng ta chỉ đi một ngày 1-2 lần thôi, và tốt nhất là chúng ta đi một lần, và thường hôm nào nhiều là chỉ đi 2 lần. Và bây giờ thay vì chúng ta đi tiêu chảy phân sống phân lỏng phân nát, thì bây giờ là phân nó là thành dạng khuôn, phân nhìn nó rất là đẹp. Ok nha mọi người, và đó là lý do nó hiệu quả. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai chưa hết đâu nha, chưa hết, nó còn hay hơn này này. Bình thường là chúng ta uống men lợi khuẩn này, men tiêu hóa bình thường này, thì khi mà nó vô ở miệng chúng ta đúng không, xuống đại tràng, xuống dạ dày của chúng ta đúng không, thì nó cái men cái lợi khuẩn đấy nó bị tiêu hủy bởi axit dạ dày, tức là nó chưa kịp xuống đại tràng của chúng ta nó đã bị tiêu hủy bởi axit dạ dày rồi. Và chúng ta uống thì nó còn cái tỷ lệ nó cái phần trăm nó khoảng tầm 15-20%, 30% thì nó rất là thấp luôn, thì là lúc đấy là cái hiệu quả nó không được cao. Nhưng cái này nó là không phải là men lợi khuẩn bình thường, nó không phải là men tiêu hóa bình thường, mà nó là men inulin, nó là chất xơ hòa tan ở chuỗi phân tử dài. Và khi mà qua cái dạ dày của chúng ta thì nó không bị tiêu hủy bởi axit dạ dày, nó xuống thẳng cái đại tràng của chúng ta luôn, và lúc đó nó giữ lại nguyên xi, chúng ta uống vào chừng nào nó còn chừng đó, chứ nó không bị tiêu hủy bởi axit dạ dày, thành ra là nó đầy đủ vào trong đó, và lúc đấy nó bảo vệ cái đại tràng của chúng ta, thì lúc đấy là cái hiệu quả nó cao. Ok mọi người nhé. Rồi bây giờ tiếp theo nha, nó chưa hết nha, để Huy mở lại cái nhạc để nghe cho nó hay nha mọi người. Bây giờ nhé, tiếp theo nha, đó là tại sao ấy, là cái chất xơ hòa tan mà ở chuỗi phân tử dài ấy, nó là hiệu quả. Bởi vì thường là chất xơ hòa tan ở chuỗi phân tử ngắn ấy, thì là cái độ bám dính nó thấp, nó ít, thì cái hiệu quả nó thấp. Nhưng mà cái này ấy, bản thân của nó là chất xơ hòa tan ở chuỗi phân tử dài, thì cái độ bám dính nó cao, thì cái hiệu quả nó cao, thế thôi. Ok chưa? Chúng ta bị những cái tình trạng đó là tiêu chảy hay là hội chứng ruột kết thất, hay là bị viêm đại tràng ấy, thì chúng ta để lại số điện thoại, chúng ta bàn luận số điện thoại, lúc đó Huy với trợ lý của Huy sẽ gọi là tư vấn cho mọi người, để giúp chúng ta giải quyết cái tình trạng đó là tiêu chảy này, cứ ăn xong là đi vệ sinh, ăn xong cái là bị đi ngoài ngay, đi phân sống phân lát phân lỏng nát ấy, thì là chúng ta để lại số điện thoại, bàn luận số điện thoại, và chúng ta đặt hàng luôn, để lại số điện thoại cùng địa chỉ chúng ta đặt hàng luôn. Còn nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu thêm, muốn tư vấn thêm ấy, thì chúng ta chỉ cần bình luận hoặc nhắn tin cái số điện thoại là được mọi người nha. Bây giờ nha, chưa xong đâu, càng lâu nó càng hay. Bây giờ nha, chúng ta nhớ nha, chúng ta thấy hay quá thì chúng ta bình luận hay quá, xong đó Huy sẽ nói tiếp cho mọi người, hoặc là chúng ta có thể là cho chị mua một hộp, cho chị mua hai hộp, cho chị mua ba hộp nếu chúng ta muốn mua hàng, hoặc là chúng ta bình luận xuống lại, lúc đó Huy sẽ nói tiếp cho mọi người nghe. Đấy, chưa xong đâu nha, có những anh chị là bị hội chứng ruột kết thất, có lúc thì tiêu chảy, có lúc thì táo bón, và nói chung là nó không có đều, và có những người là bị táo bón mà dạng là đi là 2-3 ngày mới đi vệ sinh được một lần, hoặc là có những người 4-6 ngày mới đi vệ sinh được một lần. Những người bị tiêu chảy đúng không là một ngày là đi mấy lần luôn, còn những người bị táo bón là mấy ngày mới đi được một lần, hoặc là ngày nào cũng đi hết nhưng mà phân rất là khô, rất là cứng, rất là khó đi, và có khi là ngồi trong nhà vệ sinh nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đi hết, cảm giác nó rất là khó chịu, nó rất là thốn, và nó đầy hơi, nó chứng bẩn, nó khó tiêu. Và khi mà bị những cái tình trạng đó là táo bón như vậy ấy, thì điều gì nó sẽ xảy ra, đó là nó sẽ bị những cái tác dụng, nó bị những cái tác hại như thế này. Ví dụ như để lâu á là nó hay bị ung thư đại trực tràng, hoặc là khi mà chưa bị ung thư đại trực tràng, chưa kịp bị ung thư đại trực tràng, thì nó cái ruột già của chúng ta đúng không, cái đại tràng của chúng ta ấy, nó được nói giống như kiểu nó có tên gọi, nó lại gọi là ruột ngu. Tại sao nó được gọi là tên là ruột ngu? Bởi vì sao? Thức ăn á, dinh dưỡng á, nó cũng hấp thu, mà chất độc ấy, phân ấy, nó cũng hấp thu ngược trở lại, bởi vì nó nằm ở đấy lâu đúng không, nó bị táo bón là nó nằm ở đấy lâu mà. Mọi người hình dung là cái đường ruột của chúng ta đúng không, phân nó bị tích tụ ở đây đúng không, mà nó chưa kịp đi là phân khác nó đã hình thành rồi, và nó tích tụ như vậy, và lúc đấy là nó không kịp
mà đào thải ra ngoài thì ruột già của chúng ta, cái đại tràng chúng ta nó hấp thu ngược trở lại rồi. Và lúc đó là tốt nó cũng hấp thu mà xấu nó cũng hấp thu luôn, độc nó cũng hấp thu luôn. Và lúc đấy là nó ảnh hưởng đến gan. À, đó nên đó là lý do mà có nhiều người bị gan này. Rồi sau khi một thời gian bị gan á, là mọi người thấy nó biểu hiện ra bên ngoài, nó nổi lên mặt của mình. Thì đó là bị sạm này, bị nám này, bị thâm đen này, mặt nó bị thâm đen, bị sạm, bị nám, bị tàn nhang này. Hoặc là có những người trẻ ớn á, thì đó là bị mụn. Và có những người á, là không bị biểu hiện ra trên mặt, thì nó là nổi trên lưng. Lưng á, nó nổi mụn li ti, hoặc là bị những cái cục á, những cái cục hộp á, ở về sau lưng á. Thì đó là những cái tác hại về sau khi mà chúng ta bị táo bón một thời gian. Đấy, ok mọi người. Ngoài ra nó có nhiều cái hệ lụy về sau là khi mà chúng ta bị táo bón để một thời gian. À, và cho nên anh chị em mà chúng ta bị táo bón á, chúng ta bình luận số điện thoại hoặc là nhắn tin số điện thoại. Lúc đó Huy với trợ lý của Huy sẽ gửi cho mọi người cái này dùng để mọi người giải quyết cái tình trạng là táo bón nha mọi người. À, và thường thường á là táo bón là mọi người được khuyên đó là ăn nhiều rau xanh, nhiều rau củ quả này. Uống nhiều chất xơ này. Đấy, bộ rồi chạy uống nhiều nước này, thể dục thể thao này, và chúng ta cũng ăn nhiều rau xanh củ quả. Chúng ta cũng thể dục thể thao. Chúng ta cũng uống nhiều nước nhưng nó không có tác dụng, hoặc là nó chỉ có tác dụng một xíu thôi, nó có cải thiện thêm một xíu thôi. Bởi vì sao? Thường trong rau xanh củ quả chúng ta cũng nên ăn. Bởi vì trong rau xanh củ quả thì nó có nhiều chất xơ so với các loại thực phẩm khác. À, nhưng á, là cái chất xơ đấy á, là chúng ta ăn một đống rau luôn, ăn cả xe rau củ quả luôn, nhưng nó có một cái tí xíu về chất xơ. Nhưng bản thân cái này á, nó là chất xơ luôn rồi. Mà cái thứ hai á, là trong rau xanh củ quả là chất xơ của nó là chất xơ ở chuỗi phân tử ngắn. À, và có những loại rau xanh củ quả đó là chất xơ hòa tan, nhưng có những cái là loại chất xơ không hòa tan. Chất xơ hòa tan thì tốt hơn. Và nếu mà chất xơ ở trong rau củ quả thì thường đó là ở chuỗi phân tử ngắn. Thì chuỗi phân tử ngắn á, thì đó độ bám dính nó thấp, nhưng cái này là độ bám dính nó cao. Và cái độ bám dính nó cao á, thì thành ra là cái hiệu quả nó cao. À, và cái thứ hai này là chúng ta cũng uống, tại sao được khuyên uống nhiều nước? Bởi vì uống nhiều nước á, để nó cung cấp, gọi là cung cấp đủ ẩm cho phân á, để phân nó dễ đi ra ngoài. Nhưng á, là bởi vì nó bị táo bón và nó nằm ở đấy lâu, thành ra là phân của mình á, là cái đại tràng của chúng ta nó hấp thu hết nước ở trong phân rồi, và phân nó khô, nó cứng, nó khó đi ra ngoài. À, cho nên á, là chúng ta uống nhiều nước á, nhưng tác dụng nó cũng không được nhiều. Và chúng ta cũng nên uống nhiều nước nhé, không phải lý vì lý do mà chúng ta uống ít nước, nhưng chúng ta uống nhiều nước kết hợp với lại cái men inulin chất xơ hòa tan ở chuỗi phân tử dài này thì cái hiệu quả nó nhiều. Bởi vì sao chúng ta uống như thế á, là nó cung cấp đủ ẩm cho phân á, thì phân chúng ta nó dễ đi ra ngoài. Cái thứ ba này là có những người á, là chúng ta đi thể dục vẫn rất là đều, thể dục thể thao rất là đều. Mục đích của thể dục thể thao để nó kích thích cái nhu động ruột của chúng ta nó hoạt động, để giúp nó tống phân ra ngoài vậy. Thì chúng ta uống cái men này này cộng thêm thể dục thể thao nữa thì cái hiệu quả nó tăng lên nhiều lần. Bình thường chúng ta uống cái này mà chúng ta lừa thể dục thể thao nó cũng có tác dụng rồi, nhưng chúng ta vừa uống cái này vừa thể dục thể thao thì nó kích thích cái nhu động ruột của chúng ta, nó co bóp tốt thì nó tống phân ra ngoài dễ hơn. À, và tiếp theo nha, đó là nhiều người bảo là chúng ta bình thường thì chúng ta cứ mua men lề quần, men đại tràng bình thường chúng ta uống nó được rồi. Nhưng là đó là nó ra là cái câu chuyện đó là khi mà chúng ta uống men lề quần bình thường này, men tiêu hóa bình thường này đấy, và chúng ta uống vào trong cái cơ thể của chúng ta khi mà qua miệng xuống đại tràng dạ dày đúng không, thì nó bị tiêu hủy bởi axit dạ dày, thành ra nó xuống cái đại tràng chúng ta nó còn có bao nhiêu đâu. Nhưng mà cái này á, là khi mà nó đi qua cái dạ dày chúng ta đúng không, nó không bị tiêu hủy bởi axit dạ dày, thành ra nó còn nguyên xi luôn. À, và cái này á, men này chúng ta uống kết hợp với nước thì nó tạo thành một cái lớp gel. Thì cái lớp gel này nó bao phủ cái niêm mạc đại tràng của chúng ta, nó tạo môi trường sống cho lợi khuẩn, tạo thức ăn cho lợi khuẩn. Và lúc đấy nó giúp chúng ta có co bóp cái nhu động ruột tốt này, giúp chúng ta cấp ẩm cho phân tốt này. Và lúc đấy phân chúng ta nó tống ra ngoài dễ dàng hơn, và chúng ta đi một cách sạch sẽ luôn. Thì lúc đấy là chúng ta không bị đầy bụng, không bị chướng hơi, không bị táo bón nữa, và chúng ta cũng không bị cái trường hợp đó là bị trào ngược dạ dày nữa. Cho nên đó là lý do những anh bị mà trào, anh chị bị trào ngược dạ dày chúng ta uống, chúng ta không thấy có kết quả luôn. Cho nên nhà mình mà ai bị tình trạng đó là táo bón, chúng ta đi lâu ngày 2-3 ngày mới đi vệ sinh được một lần, hoặc là 4-5-6 ngày mới đi vệ sinh được một lần, hoặc là chúng ta đi được hàng ngày luôn nhưng mà nó khô, nó cứng, nó khó đi, đi một tiếng nửa tiếng đồng hồ nó mới xong, mà có khi đi nửa tiếng đồng hồ mà một tiếng đồng hồ mà nó chưa hết sạch được, và chúng ta cảm thấy chướng bụng đầy hơi khó tiêu, thì chúng ta để lại số điện thoại, bình luận số điện thoại, lúc đó Huy với trợ lý của Huy sẽ gọi là tư vấn cho mọi người. Và chúng ta biết là sản phẩm này rất chất lượng và rất là nhiều người uống khỏi cái tình trạng bị táo bón rồi, thì chúng ta bình luận cả số điện thoại, địa chỉ để Huy gửi hàng cho mọi người luôn. Ok mọi người nha. Rồi nói tóm lại
Những anh chị em nào mà chúng ta bị những cái tình trạng như là táo bón này, tiêu chảy này, viêm đại tràng này, hội chứng đục kích thích hay là trào ngược dạ dày thì chúng ta uống cái này. Và bình thường chúng ta bị những cái tình trạng đấy, chúng ta uống cái này đã tốt rồi, nhưng mà chúng ta uống kết hợp được cái này nữa thì càng tốt rồi. À, cái hiệu quả nó tăng lên nhiều lần luôn. Ok mọi người nhé. Rồi có một cái nữa là những anh chị mà hay bị tiếc tiền ấy, mừng ai chị hay bị tiếc tiền thì chị Nhi chia sẻ cho một vài anh chị là cứ hay so sánh à tại sao sản phẩm nó là đắt thế, à hay là à, có nhiều anh chị nha là dùng sản phẩm mà cao cấp quen rồi, sản phẩm chất lượng quen rồi, và dùng sản phẩm bên Huy quen rồi, hay là dùng nhiều sản phẩm chất lượng cao cấp quen rồi ấy, thì mọi người thấy cái giá này là quá rẻ đi. À nhưng là có nhiều anh chị bảo là à sao nó đắt thế, thì cái này nha Huy báo giá cho mọi người luôn. Thì cái hộp này ấy, nó có giá là 1.290.000, nó quá rẻ luôn mọi người. Đấy, có 30 gói dùng được là một tháng là 30 ngày ấy. Nó quá là rẻ luôn, chứ không phải là rẻ nào. Bởi vì rẻ ở đây ấy, là so sánh cái hiệu quả nó mang lại, chứ không phải là cái giá tiền. Và một ngày chúng ta uống nó có 30 mấy nghìn thôi. À, nó có 30 mấy nghìn thôi. À, thậm chí là nó có 40 mấy nghìn thôi, tùy theo cái số lượng mà trong ngày mình uống. Thì nói chung là nó khoảng tầm bằng nửa ly Starbucks thôi. Có nghĩa là cái giá của nó là bằng chưa đến nửa ly cà phê Starbucks nữa. Còn nếu như bình thường là coi như chúng ta ăn một bát bún, một bát phở hay là một bát hủ tiếu. Nhưng cái bát phở, bát bún, bát hủ tiếu hay là ly cà phê này á, nó mang lại cho chúng ta cái đại tràng của nó khỏe mạnh. Không còn lo nghĩ gì về những cái bệnh như là tiêu chảy, táo bón, hội chứng đục kích thích nữa. Nó quá rẻ luôn. Và chúng ta nhớ, đặc biệt trong ngày hôm nay, khi mà chúng ta xem cái live stream này đến giờ phút này, thì chúng ta nhớ nha, là chúng ta mua một hộp thì nó có giá là 1.290.000. Nhưng đặc biệt chúng ta mua ngay bây giờ, mua ngày hôm nay nếu số lượng nó còn nha mọi người, bởi vì quà tặng khuyến mại thì số lượng nó lúc nào cũng có hạn. Thành ra nếu như mà chúng ta mua ngay bây giờ luôn thì là nó có giá là 1.290.000 một hộp. Nếu chúng ta mua 2 hộp trở lên thì được giảm 200. À quá lời. Chúng ta mua 3 hộp trở lên thì chúng ta sẽ được giảm 600.000 luôn. Giảm quá nhiều luôn, bởi vì giá này là giá sách gốc luôn rồi. Và đặc biệt nha, nếu như mà chúng ta không giảm ấy, nếu mà không được giảm thì chúng ta mua 3 hộp như thế này. À, và không giảm nha thì chúng ta sẽ được tặng cái hộp này là 990.000, là cái hộp mà về dạ dày nha mọi người. Và đặc biệt nha, chúng ta uống cái này tiêu chảy, táo bón, hội chứng đục kích thích, viêm đại tràng là rất tốt rồi. Chúng ta uống kết hợp thêm cái này nữa thì cái tình trạng tiêu chảy, táo bón, hội chứng đục kích thích ấy, chúng ta sẽ được nhanh hơn, nhanh cải thiện hơn, nhanh hết rồi. À và chúng ta mua 3 hộp này sẽ được tặng một hộp này, hoặc là được giảm 600.000 nếu như chúng ta không lấy quà tặng. À và à, đặc biệt á là cái chương trình này nó rất là hot và nhiều người đặt hàng số lượng nhiều nhờ cái này đây. Có nhiều anh chị hỏi là chị mua nhiều hơn thì là sao, có được ưu đãi tốt hơn không? Thì hiện tại nha, ngay trong cái live stream này, chúng ta mua 4 cái hộp này thì chúng ta sẽ được tặng hộp luôn. Nhớ nhá, mua 4 hộp sẽ được tặng một hộp luôn. Còn nếu như mà mua 8 hộp thì sẽ được tặng 2 hộp. Quá đã luôn. Mua 16 hộp đi thì sẽ được tặng 4 hộp. Đấy, đúng chưa? Ok mọi người nha. Rồi bây giờ là chúng ta bình luận số điện thoại, địa chỉ để chúng ta đặt hàng, hoặc là chúng ta chỉ cần để lại số điện thoại, Huy với trợ lý của Huy sẽ gọi tư vấn cho mọi người. Và ngoài chị Nhi thì ngoài anh Phú thì Huy có rất là nhiều trợ lý nữa mọi người nhé. Chỉ có là ngày hôm nay là hai anh chị đến nhà Huy chơi, thật ra là Huy mới mời lên live stream luôn. Đấy, mời hai anh chị là chị Nhi nói một tí, nếu như những anh chị mà chúng ta hay tiếp tiền ấy, thì chúng ta sẽ như thế nào? Mọi người biết sao không? Quan trọng nhất là mình uống tìm cái phương pháp để đúng bệnh của mình nha. Đúng bệnh để có cái hiệu quả tốt nhất. Bởi vì á, mọi người cứ đề cập về giá hay là giá tiền á, mà mình không tập trung vào giá trị thật á, là mình sẽ không có cái kết quả gì, đúng không mọi người? Không có kết quả là mọi người cứ đi theo một cái vòng tròn này nè. Mình cứ suốt đời á, cứ đi tìm giải pháp thôi. Nhưng mà sau càng tìm là bệnh của mình càng nặng. Cho nên quan trọng nhất ở đây là mình tập trung đúng cái bệnh của mình thôi. Mình cần cái gì là mình dùng đúng cái đó thôi. Không cần phải dùng nhiều nha. Dùng nhiều mà không đúng mình, lan man, không chất lượng, nó cũng làm cho mọi người mất nhiều tiền hơn. Mặc dù trước mắt mình mua rẻ, nhưng mà càng về lâu mình dùng, càng theo thời gian là nó sẽ dùng lại rất là nhiều tiền nha. Mọi người không thấy được đâu, nhưng mà càng về sau mọi người sẽ nghĩ lại, ngậm lại, mọi người sẽ biết mình dùng như thế là mình mất nhiều tiền mà không có cái kết quả gì hết. Thành ra bây giờ quan trọng nhất ở đây là giá trị thật. Thì mọi người cứ tập trung vào đúng với cái bệnh của mình. Mọi người dùng cho nó có cái kết quả đúng thôi. Dùng đúng, dùng đủ, dùng đều, ba cái đó quan trọng nha mọi người nha. Đấy, và trong quá trình em Nhi hỗ trợ cho mọi người, tất cả các anh chị bên hệ thống Huy khỏe mạnh ấy, cũng như cái hiệu quả và đúng bệnh, đúng thời điểm. Đấy, cho nên có gì mọi người cứ nhắn bên hệ thống Huy. Thì ngoài em Nhi ra cũng có thêm 40 bạn trợ lý hỗ trợ cùng với mọi người nữa. Thành ra là mọi người cứ yên tâm khi mà dùng sản phẩm của bên hệ thống của CV nha. Ok, rồi bây giờ nói tóm lại nha.
Nhà mình là ai bị những cái tình trạng tiêu chảy, táo bón, hội chứng nội thất, viêm đại tràng, trào ngược dạ dày thì chúng ta để lại số điện thoại. Nhà mình ai bị những cái tình trạng về đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê vì chân tay, hoa mắt, chóng mặt, tiền đình, chúng ta để lại số điện thoại. Và chúng ta nhớ đằng nào chúng ta cũng dùng sớm khỏi sớm, đằng nào cũng dùng sớm để tránh nó bị nặng hơn, và đằng nào cũng dùng sớm để những cái tình trạng mà đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê vì chân tay tránh nó bị chuyển sang tai biến đột quỵ, và những cái tình trạng về tiêu chảy, táo bón, hội chứng đột kích thất, trào ngược dạ dày tránh nó bị chuyển sang ung thư đại trực tràng. Ok mọi người nha. Rồi bây giờ chúng ta nhớ để lại số điện thoại nha. Bây giờ Huy, chị Nhi, anh Vũ tắt cái live stream này gấp để làm sao để gọi lại nghe máy của khách hàng, chứ không mọi người này giờ cuộc gọi nhỡ với mọi người chờ hơi bị nhiều rồi. Okay. Hẹn gặp lại mọi người nha. Anh Phú cũng muốn nói gì với mọi người lời cuối không? Mọi người hãy liên hệ với Huy ngay nha, nếu có gặp bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe như đau đầu, mất ngủ, đau gáy, viêm đại tràng đấy, thì liên hệ với Huy ngay để hỗ trợ sớm mọi người nha, dùng sớm khỏe sớm. Đúng rồi. Ok mọi người, hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye.